yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha phương em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em mơ trọn kiếp em vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trối, gửi đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần níu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Cho tàn năm xưa dâng hết cho lần điều cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Chân xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả cô chú bác và các anh chị và các em nghe. Cô chú bác và các anh chị, các em có khỏe không? Trên vừa hát một cái bài hát rất là hay của bác Lâm Phương, có cái tựa là Tình Bơ Vơ, với cái tiếng đàn guitar rất là hay. Cô bác và các anh chị khỏe hả? Trên biết rằng bữa nay thì có rất nhiều các anh chị không có lên online trên Facebook. Các anh chị là hưởng ứng một cái phong trào gì đó, Chanh biết. Và cô bác và các anh chị biết không, Chanh cũng hiểu được cái tấm lòng của các anh chị đó, là
có những người rất yêu thương Tổng thống Donald Trump, cho nên phản đối cái việc mà Facebook đã chặn cái trang của cá nhân của ông Trump đó, cho nên làm cái chuyện đó làm bất bình cho các anh chị rất nhiều. Cho nên Chen thì Chen rất là tôn trọng tất cả mọi người, bởi vì ai thì cũng có một cái sự lựa chọn riêng và ai cũng có một cái suy nghĩ riêng, nhưng mà Chen cũng có suy nghĩ riêng của Chen luôn. Mặc dù Chen rất tôn trọng các anh chị, bởi vì Chen hiểu được rằng cũng vì cái tình yêu thương cũng như là cái sự ủng hộ của các anh chị dành cho Tổng thống Donald Trump mà phản đối Facebook đã chặn cái trang của cá nhân của Trump đó, thì cái điều đó là tốt phải không các anh chị, tại vì cái tấm lòng thiệt mà, đâu có gì xấu đâu. Nhưng mà đối với Chen thì cô bác và các anh chị biết mà, Chen từng nói cái câu này: truyền thông chính là tiếng nói của chúng ta. Cho tới cái thời khắc này, trong cái thời nhiễu nhương này, thì cô bác các anh chị nghĩ đi, chỉ có truyền thông là một cái vũ khí rất là sắc bén để mà chúng ta có thể cất tiếng nói của mình, cũng như những cái suy nghĩ của mình, những cái lập trường của mình, cái con đường của mình, cái định hướng của mình, cùng với đồng đội của mình cất lên một tiếng nói, thì đó là chính là một cái vũ khí vô cùng sắc bén. Và thời này chứ không phải thời xưa. Hồi xưa thì bực cái gì thì đánh ạ, lấy súng đạn ra là dớt ạ. Nhưng mà có anh chị nghĩ đi, cái thời này thì mình phải dùng phương tiện truyền thông để mà đấu tranh phải không? Thì Chen thì Chen suy nghĩ rất là đơn giản với cái sự hiểu biết hẹp hòi của mình. Và đối với Chen thì hôm nay thì Chen biết các anh chị nghỉ ngơi nhiều lắm. Các anh chị không có lên trang Facebook luôn, nên thấy mất tiêu luôn. Có những các anh chị cũng là trong căn nhà của Chen, cũng là đồng đội của Chen, nhưng mà chắc là rất yêu Tổng thống Donald Trump, cho nên mới hưởng ứng cái phong trào này. Và Chen mong đó là cái lý do lý do là thương Tổng thống Donald Trump, chứ còn cái gì có âm mưu gì khác ở trong đó thì Chen không biết của ai đưa lên á. Thì cho tới giờ này thì hôm qua Chen cũng có tìm hiểu, có mấy anh chị nhắn Chen là: ủa bé Chen, sao em không tắt Facebook đi, em để hoài vậy? Em nói: ủa tại sao em phải tắt? Bây giờ thì cô bác anh chị biết mà, theo như Chen tìm hiểu được á, đa số, Chen nói là đa số nha, các anh chị, các cô chú bác, các em ở bên Việt Nam xài rất nhiều Facebook. Bởi vì sao? Cho tới giờ này thì đây là một cái phương tiện truyền thông nó rất là phổ thông. Chen nói cái phổ thông tức là ai cũng có thể sử dụng được, nó không có quá khó khăn. Và Chen tìm hiểu được là các anh chị ở bên Việt Nam vẫn dùng cái trang Facebook để mà cất lên tiếng nói của mình rất nhiều trong cái công cuộc mà đấu tranh chống cộng sản đó. Thì cô bác anh chị nghĩ đi, ngay cái lúc này đây còn cái gì hơn nữa đâu. Nếu Chen có nói, Chen có đăng trên cái trang Facebook của Chen, thì Chen rất là tôn trọng, ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cái kênh truyền thông để mà cất lên tiếng nói của mình nếu nó thật sự có hữu ích và nó hữu dụng cho cái công cuộc đấu tranh, cho cái lẽ phải và sự công chính, thì chúng ta hãy dùng. Và đối với Chen thì sau khi mà còn có không biết bao nhiêu ngày nữa thôi, dữ lắm cho tới ngày 24 tháng 1, Chen nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian bây giờ cho tới ngày đó, thì trong khi Tổng thống Donald Trump đang làm những công việc mà ông cần làm bây giờ, cô bác anh chị biết không, đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng. Và sau khi mà mọi chuyện nó đã ngã ngũ rồi đó, mọi chuyện mà chúng ta đã biết được hết những thông tin rồi, những cái gì mà chúng ta cần biết cái đích đến rồi đó, thì ít ra thì tới lúc đó chúng ta có quyền quyết định chọn một cái kênh truyền thông cho mình để nói lên cái tiếng nói của mình. Mà nếu nó thật sự có ích á, thì cũng chưa có muộn. Đó là suy nghĩ của riêng Chen thôi. Và Chen rất là tôn trọng các anh chị bữa nay off Facebook, tại vì các anh chị cũng có cái suy nghĩ của các anh chị, phải không? Mà chúng ta phải tôn trọng nhau, bởi vì chúng ta là cùng con đường. Chúng ta cất tiếng nói cho cái sự công chính, chúng ta đấu tranh cho cái lẽ phải, thì chúng ta không có nên hiểu lầm nhau về bất cứ cái gì. Miễn nó là có ý tốt là chúng ta phải tôn trọng rồi, phải không bác anh chị? Thì Chen thì, các anh chị thấy đó, Chen đã tiếp tục lên live stream. Chen tiếp tục live stream và Chen không có suy nghĩ gì nhiều. Chen suy nghĩ rằng tiếp tục chiến đấu. Bởi vì cô bác anh chị thấy đó, như Chen có đăng trên cái trang cá nhân của mình, thì bất cứ một cái người làm doanh nghiệp, làm cái gì đó mà có lợi nhuận á, thì cô bác anh chị mình để ý đó, khi mà cái công ty, cho nói thí dụ thôi, một cái công ty của anh ta mà sắp sập á, sập tiệm rồi đó, thì mình cũng phải có những cái lý do. Thí dụ như anh ta phải là bị thất thoát một khoảng thời gian nhất định, thất thoát cái thu nhập, rồi cổ phiếu của công ty đó nó tuột xuống, rồi hoặc là nợ nần chồng chất, rồi không thể nào chi trả nổi, rồi cái tín nhiệm của cái công ty đó
đã bị công chúng không còn tin tưởng nữa, bắt đầu nó giảm sút xuống thì bắt đầu nó thất thoát cái doanh thu, phải không? Thì nó phải có một khoảng thời gian nhất định thì cái chắc chắn cái công ty đó mà nó nằm trong những cái lý do mà Chen nó nói á, trong một trong những ngàn lý do đó, thì chắc chắn nó sẽ đi đến cái lúc nó phải sập thôi. Và dĩ nhiên Chen nói như vậy để cho các anh chị hiểu rằng nó sẽ không bao giờ chết trong một ngày một bữa. Chưa đâu, nó không thể nào chết mà. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta đang dùng cái phương tiện truyền thông, bây giờ Chen nó nói rồi đó, chỉ có cái trang Facebook là nó không thông dụng nhất, tức là nó phổ thông nhất á, mà nó rất là dễ xài cho cô bác chú lớn tuổi cũng xài được nữa. Còn những cái trang kia thì nó bắt đầu có rồi, và Chen cũng vào tìm hiểu từ trang rồi, nhưng mà nó cần có thời gian để chúng ta làm quen. À, rồi làm quen xong á, rồi phải truyền tải cho mọi người, rồi mọi người mới tiếp nhận nó, rồi tập cách để mà sử dụng nó, rồi chúng ta mới kết nối với nhau được, phải không bác anh chị? Mà trong cái ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng này đó, là chúng ta rất cần Chen phải nói rằng mình có ghét cái trang Facebook cỡ nào vì nó bịt miệng Tổng thống Donald Trump, nhưng mà cô bác anh chị biết không, bây giờ cho tới hiện tại này thì chỉ có Facebook là nó thông dụng cho tất cả mọi người, mà nhất là người Việt. Chen nói riêng về khía cạnh người Việt thôi nha. Thì chúng ta thấy không, rõ ràng nếu mà một ngày mà chúng ta ngừng tranh đấu, một ngày mà chúng ta ngừng cất cái tiếng nói, chúng ta im lặng, chúng ta không có cổ vũ cho Tổng thống Donald Trump nữa, tức là mỗi ngày tất cả mọi người đều nhìn thấy trên những trang Facebook là Tổng thống Trump four more years, đúng không? Hoặc là mình phản đối cái này cái kia thì mình phải cất tiếng nói lên. Nhưng mà một ngày mà chúng ta im lặng á, có anh chị suy nghĩ nha, một ngàn người mỗi ngày cất tiếng nói để ủng hộ Trump, rồi so với 1.000 người đó im lặng không cất tiếng nói nữa, thì cái ngày đó Chen nghĩ là nó sẽ bỏ sót rất là nhiều thứ. Và chính vì vậy mà Chen vẫn tiếp tục xài cái Facebook này. Và Chen biết rằng các anh chị, Chen mong rằng chúng ta đừng có hiểu lầm nhau, mà chúng ta phải có một cái suy nghĩ tôn trọng nhau. Thì đâu thì rốt cuộc thì cũng là yêu thương Tổng thống Trump hết á. Lên tiếng để phản đối Facebook thì cũng là điều tốt, đâu có gì xấu, phải không bác anh chị? Cho nên nếu mà một ngày mà Chen thấy Chen không theo dõi tin tức á, thì tự nhiên cái Chen cảm thấy cái đó là thiệt thòi cho bản thân Chen, chứ không phải là thiệt thòi cho cái công ty truyền thông. Bởi vì cô bác anh chị biết đó, nếu mà mình nói sâu xa hơn á, đã có nhiều chứng cớ đó, nhiều chứng cớ mặc dù chưa có được đem lên cái truyền thông đại chúng, là Facebook cũng có câu kết với bọn Tàu Cộng. Chen đã từng đọc tin tức này rồi, mặc dù mình nó chưa có được phổ biến ra, nhưng ít nhất mình cũng có biết chút chút là thế nào cũng có dính tới Tàu Cộng. Cho nên bác anh chị nghĩ đi, nó mất $1 tỷ, Tàu Cộng cũng cho nó 1 tỷ được vậy, tiền của Tàu Cộng đổ vào mà, nó có mất mát gì đâu. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta ngừng im tiếng nói một ngày á, mà chúng ta không có chịu mà tiếp tục cái con đường này với cái tinh thần kiên cường á, có bác anh chị biết không, thì cái đó là cái tổn thất của chúng ta, chứ không phải là cái tổn thất của một cái công ty nào hết á. Cho nên cái suy nghĩ của Chen á, thì Chen biết Chen không có đi ngược lại các anh chị gì hết á. Chúng ta phải cùng đồng lòng với nhau để tiếp tục chiến đấu với một tinh thần kiên cường. Và mình phải hiểu đó, tại vì cô bác anh chị biết mà, Chen đã nói từ đầu rồi, Chen lên làm live stream, thứ nhất á, là Chen tiến đấu tới cùng cô bác anh chị để ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử 4 năm nữa, để mà trong cái công cuộc mà chống bọn Cộng sản, phải không? Cái thứ hai là Chen lên tiếng nói để cho quê hương Việt Nam không còn Cộng sản, chúng ta cùng nhau đồng loạt làm cái điều đó để cho quốc tế nhìn thấy được là cái cộng đồng người Việt của chúng ta cũng rất mạnh, lúc nào cũng cất tiếng nói, không có ngưng, cũng không có vì bất cứ khó khăn nào mà chúng ta chùn bước. Cái đó là cái tinh thần nó rất quan trọng của bác và các anh chị. Và Chen lúc nào cũng động viên, ủng hộ và lúc nào cũng lạc quan, để mong muốn cô bác và các anh chị cùng với Chen mình suy nghĩ tích cực, một cái chiều hướng tích cực. Còn cái vấn đề của một cái trang truyền thông nào đó chúng ta không thích, chúng ta có quyền tẩy chay nó được. Nhưng mà đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, Chen mong rằng vẫn tiếp tục cất tiếng nói cho Tổng thống Donald Trump. Bởi vì nếu mà từ cái lệnh của Tổng thống Donald Trump ban ra đó, thì Chen sẽ theo. Bởi vì nếu mà có một lý do chính đáng mà Tổng thống Donald Trump lên nói rằng tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy dẹp cái trang đó đi, đừng có xài nó nữa, ủng hộ tôi đi, thì Chen thấy có lý. Bởi vì chúng ta đã cùng cất tiếng nói với ông. Nhưng mà cái này Chen không biết cái tin này nó từ đâu. Và Chen cứ tìm hiểu hoài, Chen có hỏi những cô chú bác luôn lớn tuổi cho Chen ý kiến. Và Chen nghĩ rằng bất cứ lý do gì, Chen cũng nghĩ rằng ôi chắc tại các anh chị thương Tổng thống Donald Trump quá đó, cho nên thấy cái Facebook nó làm chuyện bất bình, cho nên đồng loạt làm như vậy để cho nó thất thu đó. Cô bác anh chị biết không,
nếu mà bao nhiêu triệu triệu người á, mà không dùng á, thì cái tiền của nó sẽ xuống. Nhưng mà theo như sáng giờ cho anh để ý, cái cổ phiếu của trang Facebook nó cũng chưa xuống gì hết á, nó cũng không có gì hết á. Cho nên cô bác anh chị mình tiếp tục lên tiếng nói, đừng im lặng. Cái quan trọng lúc này là chúng ta không được im lặng, chúng ta chỉ chờ đợi nó khác im lặng. Chúng ta vẫn tiếp tục cho tất cả mọi người trên thế giới biết là chúng ta có cái lập trường gì, chúng ta ủng hộ Trump tới cùng. Đó, cái đó là cái tinh thần nó rất mạnh. Chứ Chen không thích im lặng, cho nên bữa nay là cái ngày tâm tình với các bác anh chị. Nhưng mà Chen chia sẻ một chút xíu như vậy để cho các bác anh chị hiểu rằng vì sao mà Chen tiếp tục livestream mà Chen không có nghỉ ngày hôm nay. Bởi vì Chen thấy các anh chị nhắn với Chen là bé Chen ơi bữa nay nghỉ đi, đồng loạt như vậy đi. Nhưng mà Chen thấy thật sự không cần thiết, bởi vì cái trái tim của Chen á dành cho Tổng thống Donald Trump là một phần, và Chen dành cho quê hương của mình là một phần nữa. Cho nên trong cái công cuộc đấu tranh mà cho quê hương Việt Nam không còn cộng sản đó, chúng ta cũng còn rất cần những trang truyền thông như thế này. Bởi vì người bên Việt Nam, các anh chị biết ha, những cô chú bác lớn tuổi nhắn với Chen mà bây giờ thấy nhiều trang mới quá mà không biết sao để xài hết á, không biết cách để xài và làm sao để kết nối mà nó mạnh như cái trang Facebook này, thì cái điều đó nó chưa đạt tới cái mức độ. Cho nên Chen mới nói rồi, đợi đợi có một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, sau khi mà Tổng thống Donald Trump làm xong việc của mình cần làm á trong cái lúc này đó, và xong mọi việc nó ngã ngũ rồi á, thì chúng ta có thể cùng nhau quyết định chọn một kênh truyền thông nào đó, nhưng mà nó phải thật sự có ích nha. Chúng ta sẽ chọn nhưng mà nó phải có ích kìa, để mà chi, để chúng ta tiếp tục cái công cuộc này, chứ chúng ta đừng có gì cái hiềm khích gì đó, giận lẫy cái gì đó mà chúng ta đã đi sai con đường. Tức là chúng ta phải, bọn truyền thông nó dùng tiếng nói của chúng ta để kiếm tiền đúng không, thì chúng ta phải dùng cái tiếng nói của mình mà cũng phải dựa vào cái truyền thông để mà đấu tranh. Cho nên trên mong của bác anh chị phải vững lòng và phải suy nghĩ cho nó kỹ trên cái con đường của mình đã chọn. Và đối với Chen ngày hôm nay, Chen vẫn đăng lên và Chen ủng hộ, tiếp tục ủng hộ tinh thần tất cả những anh chị nào ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Chen vẫn tiếp tục đăng, Chen không có im bữa nay, bởi vì một ngày mà chúng ta im á thì cái tiếng nói của chúng ta đã bị giảm đó, cô bác anh chị biết không? Còn những vấn đề khác á thì Chen tôn trọng các anh chị, Chen nói từ đầu rồi, chúng ta phải tôn trọng nhau, bởi vì ai cũng có một cái suy nghĩ, cái lựa chọn riêng, cái đó là quyền của mỗi người. Bởi vì chúng ta là những người đấu tranh cho sự tự do thì chúng ta không thể nào mà đánh mất sự tự do của ai được. Tự do là gì? Tự do là chúng ta có quyền làm bất cứ cái gì chúng ta muốn, miễn là nó đúng thì chúng ta làm. Cho nên Chen là Chen thích cái cuộc sống tự do là như vậy, đúng thì làm, còn không có cần phải vì cái gì mà chùn bước mình. Chen là như vậy, thì chia sẻ với bác anh chị chút xíu vậy. Và Chen có trước khi Chen tâm tình với bác anh chị đó thì Chen có đọc một cái tin, nhưng mà khi mà Chen thấy các anh chị đăng lên Facebook á thì bị Facebook nó kiểm duyệt và nó xóa đi. Thì trước khi mà xóa đó thì Chen có chụp hình lại, nhưng mà Chen mong Chen đưa cái tin này, cô bác và các anh chị cùng với Chen kiểm duyệt cái tin này nha. Bởi vì đây là cái tin trong cái trang Before It News mà Chen đã coi hồi tối này, mới hồi tối này thì có cái tin như vậy nè. Chen đưa cô bác anh chị nghe rồi, xong rồi mình cùng nhau mình kiểm duyệt nha. Thì cái trang này nói như vậy nè, cái lễ nhậm chức của Joe Biden đã bị hủy. Đó, Chen nghe thì Chen mừng dữ lắm, mà Chen cần cô bác anh chị cùng Chen kiểm duyệt. Và họ viết như vậy: Tổng thống Trump sẽ vẫn tại vị vì các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Cộng như là ABC, NBC, CBS, Fox News, CNN và MSNBC là đã sớm ngừng phát sóng theo cái lệnh của Tổng thống. Thì cái này chắc chắn chúng ta phải cần kiểm duyệt. Và cô bác và các anh chị biết không, theo như Chen nghĩ đó, với cái tình hình bây giờ đó, rất là nhiều quân đội đã tập trung về thủ đô Washington đốn, cũng như là đã có mặt trên 50 tiểu bang rồi đó, thì chắc chắn mà Chen suy nghĩ, Chen mong lắm, Chen mong là cái thiết quân luật á, sẽ được ban hành trong cái lúc này. Và trong như cái trang này nói đó, là Tổng thống Trump đã viện dẫn cái đạo luật phục sinh 1807 trong cái mục 10 của bộ luật Hoa Kỳ để mà giải quyết một cái cuộc nổi loạn phản quốc do các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đặt, và cả có Cộng hòa trong đó nữa, và đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Cộng, FBI nè, Bộ Tư pháp, CIA
và những người khác tiến hành để triệt phá họp Trung Quốc Hoa Kỳ và hiến pháp của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump tuyên bố vào thứ Năm, ngày 14 tháng 1, những thực thể này là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Tôi vẫn sẽ là tổng thống vô thời hạn cho đến khi tất cả kẻ thù trong nước bị bắt giữ. Đó là cái tin mà hồi tối này Chanh nhận được. Nhưng mà các bác anh chị biết không, đăng trên Facebook á, thì bị nó kiểm duyệt, nó sẽ xóa liền. Cho nên cô bác anh chị cùng với Chanh kiểm cái tin này nha. Thì Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn cái đạo luật phục sinh sau một cái vụ ám sát khác nhằm vào ông vào hồi năm ngoái đó, hồi năm rồi đó. Thì các đặc vụ đảng Cộng sản Trung Cộng, cả có FBI, Bộ Tư pháp, CIA và các tổ chức khác của Deep State, với sự trợ giúp của mainstream media, từ lâu đã lên kế hoạch xóa bỏ Hoa Kỳ và hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ. Đây là một cái tin vô cùng quan trọng mà hồi tối Chanh cũng rình, Chanh đem lên. Cái Chanh vừa để cái link lên á, Chanh để link thôi nha, là Facebook nó nói là cái tin không đúng. Nó không cho Chanh đăng lên rồi. Mà Chanh kịp, Chanh chụp lại. Có anh chị thấy không? Có những cái á, cho tới giờ này á, có những cái tin giật gân và cảm thấy rất là vui. Bởi vì các bác anh chị biết không, Chanh đang chờ đợi cái thiết quân luật của Tổng thống Donald Trump ban hành ra. Thì cái đó, lúc đó là quyền lực sẽ thuộc về quân đội. Mà lúc đó chúng ta sẽ có một sự hy vọng, hy vọng rất nhiều. Bởi vì các bác anh chị biết không, hôm trước Chanh có nói rằng Chanh rất là mong ở cái bán đảo Đài Loan á, có cái gì đó dậy sóng lên á, mặc dù không ai muốn chiến tranh á, các bác anh chị, cho nói thiệt, không ai mà muốn cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà nếu muốn có sự thay đổi thì chắc chắn phải có một cái gì đó bùng nổ thì nó mới thay đổi được. Còn nó cứ lầm ngầm như vậy thì khó mà thay đổi lắm. Cho nên Chanh mới nói rằng Chanh rất hy vọng ở bên Đài Loan nó có một cái gì đó ầm ầm á, thì lúc đó Trump sẽ tiếp tục làm tổng thống với 4 năm nữa một cách ngang nhiên. Bởi vì theo như cái luật á, thì một người tổng tư lệnh của quân đội đó thì sẽ có quyền quyết định trong tất cả những cái vấn đề mà nếu xảy ra mà cái cuộc chiến gì đó. Cho nên mong dữ lắm. Mặc dù Chanh biết rằng nếu mình nói vậy thì có vẻ mình ác quá, mình muốn có chiến tranh hả? Không phải. Nhưng mà cô bác anh chị suy nghĩ đi, nó đã tới lúc này rồi, nó phải có một cái gì đó bùng nổ thì nó mới thay đổi được. Cô bác anh chị có đồng ý với Chanh không? Chứ không phải là mình mong cái gì đó nó không tốt lành. Chanh thì Chanh không có cái ý đó đâu. Bởi vì hôm nay á, Chanh muốn tâm tình với cô bác và các anh chị về một cái vấn đề mà Chanh biết rằng nó nằm trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tại vì Chanh cũng biết luôn, Chanh cũng là một người sống á, lúc nào cũng trước khi làm cái gì đó suy xét cho nó kỹ, coi coi có hại ai không, có làm gì mà nó quấy không, nó trái lương tâm của mình không. Cho nên cô bác các anh chị biết không, bữa nay Chanh chia sẻ với cô bác các anh chị cái vấn đề là có khi cả đời mình làm việc thiện nó không có đủ, nhưng mà chỉ cần một ngày làm việc ác thôi nó đã dư quá rồi. Cho nên mình vừa nói cái chủ đề ngày hôm nay, thì không lẽ mình mong có chiến tranh thì cái miệng mình ác quá. Nhưng mà các bác anh chị biết, làm gì làm, chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, thì mình đang sống ở cái cõi ta bà mà, chứ đâu phải mình đang sống ở cái cõi giới nào. Cho nên mình phải thực tế đó, mình phải thực tế cái thế giới cơm áo gạo tiền mà. Thật sự mình nói, tôi không ham tiền, tôi không ham ăn, tôi không ham mặc, tôi không ham gì hết á. Nhưng mà nói cái miệng vậy, nhưng mà thực tế không mặc sao được, không ăn sao được, không ăn chết sao, không mặc sao được, không mặc kỳ à. Phải thời xưa ăn lông ở lỗ đâu, không mặc đồ, phải không? Nói tôi không ham gì hết á, tôi cũng ăn bao nhiêu đó, tôi cũng cần tiền nữa, không có tiền sao trả bill, không có tiền sao đóng tiền điện, tiền nước, tiền ga, mua đồ ăn. Cho nên nói gì nói, chúng ta đang sống ở cái cõi này, cơm áo gạo tiền tránh không khỏi, và phải thực tế chứ không có mơ mộng như trong tiểu thuyết được. Nhưng mà sao mình phải biết là mình đang sống ở cõi này, nhưng mà mình phải sống như thế nào, cái đó nó là quan trọng. Chứ mình không thể thay đổi được cái cõi này được, cái cõi này là cơm áo gạo tiền mà, không bao giờ mình thay đổi được. Cho nên Chanh ta từng nói rằng chúng ta không thay đổi được thế giới. Một mình chúng ta không thay đổi được thế giới, bởi vì chúng ta không có sức. Chúng ta không phải là thần thánh gì hết á, mình chỉ là người phàm mắt thịt thôi à. Làm gì có phép thần thánh nào mà đi thay đổi được cái thế giới này. Mình muốn nó tốt đẹp hết sao làm được. Nhưng Chanh nói rồi, mình không thay đổi được cái thế giới này, bởi vì mình không có đủ power, không có đủ sức mạnh. Nhưng mà chúng ta thay đổi được cái tâm của mình. Và chỉ cần mỗi người thay đổi cái tâm của mình thôi,
Thì trước tiên là nha, mình thay đổi được mình đúng không? Cái đó mình làm được. Mình không thay đổi được thế giới là chuyện dĩ nhiên rồi. Mình đâu phải thần thánh gì đâu. Nhưng mà mình thay đổi được mình. Mình thay đổi được mình thì cô bác anh chị sẽ thấy nè, tự cái thân mình sẽ thấy hạnh phúc trước, sẽ sống thanh thản trước. Tại vì mình sai gì mình sửa, không ai hoàn hảo hết á. Không một người nào cái gì hoàn hảo hết. Cho nên nó từng nói câu này hoài à. Cho nên mình sửa được mình là chuyện đó mình làm được. Cái đó là trong khả năng của mình. Và khi mình sửa mình rồi đó thì mình cảm thấy ôi mình rất nhẹ nhàng thanh thản. Bởi vì sao? Tôi không làm gì xấu á. Tôi chỉ làm cái chuyện công chính thôi. Tôi lúc nào cũng ngẩng cao đầu đi. Tôi có làm gì quấy đâu. Tôi đi binh vực cho cái đúng. Tôi binh vực cho cái lẽ phải. Tôi đấu tranh cho cái công lý. Tôi đấu tranh để cho ngàn ngàn người được có tự do. Tôi đâu làm gì sai. Mình sửa mình tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc trước. Rồi tự nhiên mình thấy trong gia đình của mình cũng vậy. Cứ mỗi thành viên sửa rồi tự nhiên thấy gia đình nó sẽ khác liền. Ôi ai sai ai quấy gì đó. Một lời xin lỗi rồi bỏ. Rồi thành một con người mới. Chứ có ai mà không mắc lỗi. Các bạn chị nghĩ thì sống trong cái kiếp này ai cũng ít nhiều, không một lần cũng hai lần thì cũng ba lần, bốn lần, năm lần phải phạm lỗi chứ. Có ai mà người phàm mắc thịt mà không mắc lỗi không? Hiếm lắm, hiếm lắm. Trong cái cõi ta bà này hiếm lắm các bạn anh chị. Nhưng mà mình biết lỗi mình sửa thì cái đó quý. Cái đó điều đó vô cùng quý. Cho nên á, tự nhiên trong gia đình thấy nó khác liền. Từ mỗi thành viên sống tốt phải không bác anh chị? Rồi từ mỗi gia đình đó nó mới tạo ra một cái xã hội, phải không? Một cái giống như bây giờ mình nói Việt Nam đi, một gia đình, hai gia đình, ba gia đình thì mới có cái chòm xóm. Từ chòm xóm sống tốt hết rồi thì mới lan tới cái xã hội, cái cộng đồng nó mới tốt. Thì cái đó chúng ta đã thay đổi thế giới rồi. Chứ không bây giờ cha nói trời ơi trên ước gì trên thế giới này không còn có cái, những cái chuyện mà giết người dã man giống như là bên Trung Cộng vậy. Nó mổ, nó cướp nội tạng người ta. Người ta đang sống vậy cũng mà cắt thịt cắt da người ta ra để mà lấy gan lấy tim đồ. Quá ác. Cha ngồi trên ước hoài. Nhưng mà cha làm được gì cô bác anh chị? Làm được cái gì đây? Càng nghĩ tới càng đau. Biết bao nhiêu người mỗi ngày bị chết như vậy đó. Rồi biết bao nhiêu người bị bất công, thối nát, bị tra tấn đủ thứ trong tù, thiếu gì. Nhưng mà sao? Làm sao mình thay đổi một mình của mình? Chính vì vậy chúng ta phải cùng nhau lên tiếng để dẹp sạch cái đó thì cái tự nhiên thế giới này nó mới tốt được. Cho nên cha mới nói các bác anh chị thấy không, làm việc thiện cả đời này không có đủ, không bao giờ đủ hết á. Nhưng làm việc ác một ngày nó dư lắm. Bữa nay hãy cùng với Jen chia sẻ cái vấn đề này. Jen rất thương cô chú bác và các anh chị và các em. Bữa nay thì Jen biết nhiều các anh chị đó, như Jen nói từ đầu đó, nhiều các anh chị đó là đóng Facebook không có lên. Nhưng mà không sao, Jen vẫn tiếp tục làm. Và Jen xong cái này Jen sẽ đem lên YouTube đó. Jen đem cái live stream lên YouTube cho các cô, các bác, các chú bên Việt Nam. Bởi vì Jen hiểu rằng bây giờ cái trang Facebook nó rất là thông dụng, tức là nó phổ thông, nó dễ đó, ai cũng có thể xài được. Còn mấy cái kia từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bữa nay cùng với Jen vào comment mở lòng ra, mở cái lòng ra, đừng có ngại ngùng gì hết á. Vô chỉ bảo Jen cũng được, rồi bắt lỗi Jen cũng được, nếu Jen nói gì quấy, rồi mở lòng ra chia sẻ thêm cho Jen học hỏi với cô bác anh chị. Chúng ta học hỏi mà. Chúng ta đang dùng cái truyền thông để đấu tranh và để học hỏi nhau, để hiểu nhau hơn, để tạo nên một cái sức mạnh. Và sức mạnh này á, cô bác anh chị biết á, cái sức mạnh này nó ghê gớm lắm á, không phải đơn giản đâu. Bởi vì nó đã vượt ra khỏi cái khoảng cách địa lý rồi. Có khi một người ở nửa vòng trái đất nhưng tại sao lại cùng chí hướng với nhau, cùng đồng lòng với nhau, phải không cô bác anh chị? Cùng hiểu nhau nữa, rồi cùng cất lên tiếng nói. Cho nên cái sức mạnh này nó ghê gớm lắm và không thể nào dễ cho chúng ta có được. Cho nên chân quý lắm. Cô bác anh chị mở lòng ra, mình cứ chia sẻ với Jen cái này cái kia. Và bữa nay thì mình cùng nhau nói cái vấn đề này. Vì sao mà chúng ta phải sống tốt, sống thiện. Làm việc ác á, cô bác anh chị chỉ cần một lần thôi đã dư rồi. Mà làm việc thiện thì cả đời không đủ. Tại sao kỳ cục vậy? Vậy tôi làm chừng nào tôi mới đủ? Vậy bắt tôi sống tốt tới chừng nào? Bữa nay mình cùng nhau mình chia sẻ cái này nha cô bác anh chị. Jen nó thì Jen là con cháu thôi. Hôm trước Jen có thấy mấy bác nói rằng bé Jen con còn nhỏ lắm, con không biết gì đâu, con nít con noi, đừng ngồi nói hoài. Thì Jen cũng nói rồi đó, Jen cũng xin lỗi mấy cô mấy bác đó, là xin lỗi Jen con nít cho nên Jen cần phải học. Cho nên Jen học thì Jen không có nín thinh được. Muốn học thì phải cất lời lên,
để người ta hiểu mình, rồi mình hiểu người ta, rồi mới học nhau được. Cho nên nếu mà cứ nói là con nít con nôi không biết gì hết, đừng có nói, thì cái đó không cho nói rồi. Cho nên phản đối cái chuyện đó nha cô bác anh chị. Cho nên là không nghe theo mấy lời đó đâu nha. Nói cho lì cũng được. Giờ có anh chị biết không, ngày hôm qua cái buổi livestream của gia đình mình á, cái căn nhà của mình á, quá trời người vô chửi, có sao đâu. Bữa nay Chanh cũng cười hề hề à, chửi cái gì chứ. Hy vọng một ngày nào đó những người đó sẽ nhận ra những gì mình làm là quấy, là sai, thì tự động họ sẽ sửa. Cho nên hồi nãy Chanh có nói với một người chị rất là thương Chanh, Chanh nói như vậy. Cái chị đó nhắn Chanh là: bé Chanh ơi, thấy nhiều người chửi bé Chanh, chị thì thương quá, chị thấy tội nghiệp quá. Thì Chanh mới nói là không có sao đâu chị, 100 người chửi, nhưng mà chỉ cần 50 người hiểu được, 50 người hiểu được những gì chúng ta đang làm là cái đó là quý lắm rồi. Cái đó là cái niềm mong ước của Chanh. Bởi vì 1000 người chửi cũng không sao, nhưng mà chỉ cần có 1000 người hiểu được những gì chúng ta đang làm để chúng ta cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, cái đó là chúng ta đã thành công rồi. Cho nên đừng quan tâm tới cái vấn đề chửi gì ở đây. Chanh thì có bác anh chị thấy không, Chanh cười hề hề à, chửi cái gì mà chửi, chửi Chanh cũng làm à. Cho nên chửi gì cho nó mệt. Tốt nhất thì cùng với nhau cất lời hay tiếng đẹp để cho anh chị cuộc sống này tốt đẹp hơn thì nó đúng hơn là ngồi chửi. Tại biết chửi cũng không được gì hết á. Chửi Chanh cũng làm à. Cho nên bữa nay mình nói về vấn đề này. Vì sao mà phải lương thiện? Và lương thiện là cái gì quá anh chị? Lương thiện là cái gì? Cứ nghe hoài à. Ráng mà sống cho lương thiện đi con. Làm người lương thiện đi. Cứ nghe hoài mà lương thiện là cái gì? Thì Chanh cũng bắt đầu đi mò học chứ sao? Chứ nghe ông bà mình cứ dạy mình mà lúc còn nhỏ không hiểu gì hết trơn á. Thì lớn lên phải tự, bây giờ thời đại thông tin rồi, lên gõ cái máy vi tính chút xíu, lên Google tìm cái này kia, cái tự nhiên lòi ra hết à. Cái mình mừng quá, nói trời ơi cái thời này sướng quá, muốn học cái gì cũng có hết trơn á, không như hồi xưa. Trời ơi hồi xưa ta nói nhà thì nó nghèo, ta nói ăn độn không, gạo còn không có ăn nữa, làm gì mà hồi xưa còn chưa có điện nữa, điện không có nữa, đốt đèn dầu không mà, Trang còn nhớ mà. Rồi làm gì mà có cái gì để học, ông bà mình nói gì cứ nghe đó chứ có biết gì đâu. Rồi có cái cũng không hiểu nữa, rồi giải thích xong thì cũng không hiểu luôn. Tại vì cái thời đó nó nghèo quá rồi, lo miếng ăn cũng xong, lo gì. Người ta nói có thực mới giật được đạo mà, chưa có đủ ăn nữa đi lo học đạo cái gì. Cứ tự nhiên cái mở cuốn sách muốn học đạo ra, cái tự thấy chén cơm nằm đó, tại đang đói quá, nhìn cái gì cũng thấy hiện ra đồ ăn hết á, tại cái bụng chưa có no, làm sao mà học, phải không bác anh chị? Cái thời xưa là nó vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ mình đã quá may mắn rồi, mình có ăn có mặc, rồi mình còn sống trong cái thời đại thế kỷ 21 rồi. Tại vì tại sao chúng ta không học? Bây giờ có đủ hết điều kiện rồi mà không chịu học. Hồi xưa thì không có đủ điều kiện gì hết, cũng ráng ngồi ở đèn dầu mà học. Bây giờ có đèn dầu đâu, bây giờ đốt đèn điện không mà sướng gần chết mà không chịu học. Vậy mới tiếc không? Cho nên thì Chanh thấy tiếc lắm. Chanh tiếc mỗi cái giây đi qua, mỗi giờ mỗi giây là cô bác anh chị biết không, quý lắm. Mỗi giờ mỗi giây đi qua là chúng ta đã già đi, chúng ta lão quá từ từ đi. Cái não bộ chúng ta cũng khác, phải không? Rồi cái cơ thể mình cũng khác, từ từ mà, con người mà sanh lão bệnh tử, ai mà thoát khỏi. Cho nên lúc mà còn minh mẫn á, còn mà làm được chuyện á, thì làm đi, đừng có chờ nữa. Đừng có chờ gì hết cô bác anh chị ơi, cho em nói rồi, thương thì cứ thương đi, đừng có chờ. Trời ơi, thời gian nó không có chờ mình đâu. Đời vô thường dữ lắm. Và bữa nay mình nói, quay lại cho nói là lương thiện là cái gì. Thì trong cái từ điển tiếng Việt á, mà cho anh tìm trên Google thôi. Đấy, cái này cho anh cũng muốn chia sẻ cho các em nhỏ, hãy mạnh dạn tìm tòi học hỏi. À, giống như trên đã tìm vậy đó. Thì lương thiện là một chuyện rất đơn giản thôi. Nó là cái chuyện tốt lành, tức là làm điều tốt lành, mà không có làm cái gì vi phạm, phạm cái đạo đức của mình, cái lương tâm của mình, không có làm gì trái với cái trái tim của mình, tức là mình làm ngược lại, tức là mình là bất lương, là vô lương, là không có lương tâm, tức là đi ngược lại cái lương tâm của con người, thì cái điều đó là không có thiện rồi. Chỉ cần hiểu là thiện là gì, là điều lành, phải không bác các anh chị? Làm việc thiện là gì? Làm việc thiện là làm những điều có ích cho mình, cho đời, cho gia đình mình, cho xã hội. Đừng có làm gì quấy, thấy cái gì tốt thì làm, không cần chờ, cũng không cần ai biết luôn, âm thầm làm cũng được nữa, thì tự động đó là những việc thiện rồi đó. Cô bác các anh chị biết không, tại sao mà người ta nói là lương thiện là tốt lành? Tốt là tốt mà còn phải lành nữa, chứ không phải là tốt không. Tốt lành là nha, lúc nào nó cũng đi chung với nhau á. Tại sao tốt phải lành nữa? Cho nên cô bác các anh chị biết không, có những chuyện mình nhìn nó tốt nhưng thật sự nó chưa có lành. Cho nên ông bà mình cứ nói
tốt lành hay đi chung với nhau. Cho nên cô bác anh chị biết không, ví dụ như một câu chuyện nhỏ thôi, ví dụ như một ngày nào đó mình đi bộ trên đường, mình đi tập thể dục đi, cái lúc thì trời tối thui à, cái mình thấy cục đá nó giữa đường bự tổ vậy đó, cái tự nhiên cái mình tránh nó, mình đi chỗ khác, cái mình thấy được rồi, tôi tránh nó rồi, tôi đâu bị dấp nữa đâu. Thì lúc đó chỉ có mới là sao, tốt thôi, mới tốt à, chưa lành. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mình nhìn ngoài đường, mình thấy một cục đá nó cản đường vậy đó, mình tránh cho bản thân mình không à, thì mình nghĩ nó tốt, nhưng mà mình chưa có lành. Bởi vì chắc chắn sẽ có cái người đi sau mình, nó sẽ dấp cục đá đó, rồi biết đâu có chuyện lớn nữa. Thì thôi, hãy cúi xuống lượm cái cục đá đó, bỏ vô cái lề đường đi, rồi tự động cái tự nhiên ai đi qua chỗ đó cũng lành hết. Cho nên cô bác anh chị biết không, có những chuyện mình nghĩ là tốt nhưng nó chưa có lành, mà cái chữ tốt lành lúc nào nó cũng đi chung hết á. Và trên mong và trên hiểu một điều vậy nè cô bác các anh chị, trong cuộc sống mà lúc nào cũng có cái sơ sót, không có gì trọn vẹn hết á. Nhưng nếu chúng ta hiểu được những cái đạo lý mà ông bà mình dạy cho mình rồi đó, mình nằm lòng nó trong lòng mình á, thì mình khó có thể nào mà sống không lành được lắm. Nếu mà mình thuộc lòng nó, mình coi nó như một thói quen á, mình tập riết á thành thói quen, thì mình sẽ để ý từ chuyện nhỏ. Mình gặp cái cục đá đó thì mình ráng mình đem nó vô cái lề đi, chứ không phải mình tránh nó xong rồi mình để người khác dấp nó. Cho nên các bác anh chị thấy không, sống lương thiện nó thật đơn giản, không có cái gì mà nó cao siêu mà nó dữ dội đó. Không phải là phải làm cái gì đó dữ dội dữ lắm mới là lương thiện. Lương thiện là từ cái tâm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình thôi à, có gì đâu mình làm được, phải không bác anh chị? Ai cũng làm được hết á, trên tin cái điều này, chúng ta ai cũng đều làm được điều này hết á, rất là dễ, cũng cần phép thần thông gì hết trơn á. Cho nên cô bác và các anh chị biết không, người lương thiện thì sẽ ít vi phạm những cái chuẩn mực của đạo đức. Từ từ rồi Chen sẽ chia sẻ tâm sự với bác anh chị nhiều thứ. Con người mà, dù cho cô bác và các anh chị biết không, mình nhìn một cái vấn đề nào đó đó, rồi cái mình có thể mình cũng không thích cái vấn đề đó, hay là ý kiến của ai đó, rồi mình có những cái hành động mình đi ngược lại với đạo đức của mình, lương tâm của mình. Nhưng mà cô bác và các anh chị biết không, chỉ vì một cái thành kiến, một cái lợi ích của cá nhân của mình thôi, mà mình làm một chuyện gì đó nó đi ngược lại với cái đạo đức của mình á, thì lúc đó đã không còn thiện nữa rồi. Và Chen biết rằng nói thì dễ lắm, nói thì dễ, nhưng mà thực tế đó, đụng chuyện là cũng sực, chắc chắn rồi. Tại vì nó bất bình quá, tôi chịu không có nổi. Và hồi nhỏ là Chen như vậy đó. Hồi nhỏ là cái gì là ra cái đó à nha. Nóng tánh á, tức là không có được, bất công quá không có được. Hồi đó Chen đi học, cái mấy đứa bạn lấy phấn chia cái ghế ngồi ra đó, chia cho đứa nào nó thương á, thì nó chia bự, đứa nào mà nó không thương nó chia nhỏ. Chen đứng Chen nhìn là Chen bực rồi. Các bạn chưa thấy không, từ lúc nhỏ Chen đã nhìn thấy cái gì bất công là Chen ghét rồi. Tại sao phải sống vậy? Tại sao không có công bằng với tất cả các bạn với nhau vậy mới thương nhau được chứ? Tại sao đi làm những cái chuyện vậy, rồi xong cái đánh lộn, các anh chị thấy không, giành giật nhau có cái ghế ngồi thôi. Từ hồi nhỏ nha cô bác anh chị, cái đó là lúc mà Chen học mới có lớp 1, lớp 2 thôi, là Chen đã chứng kiến cái cảnh đó rồi. Có các bạn làm những chuyện đó là Chen thấy khó chịu rồi. Cho nên từ đó làm cho cái tánh của mình nó nóng nảy đi, giống như mình thấy cái gì đó khó chịu mình cứ nói liền, mình làm liền. Cho nên cái chuyện đó cũng không có tốt cho mình cô bác anh chị. Và sau này khi mà Chen lớn lên, Chen hiểu được cái sự đời đó, tức là cuộc sống mà, lúc nào nó cũng có những chuyện vậy hết đó. Mình mong muốn nó tốt đẹp không, nó không có được. Cho nên đừng có mong cầu quá. Nó phải có cái này cái kia, có người tốt, người xấu, có chuyện này, chuyện kia, thì nó mới là cuộc đời. Từ từ phải chấp nhận nó, mà chỉ có cách là chúng ta sửa đổi cái tâm của mình cho tốt thôi, thì tự động cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng và thanh thản và hạnh phúc liền à. Chứ còn mình mong muốn cái gì cũng tốt đẹp hết thì chuyện đó khó lắm, khó dữ lắm. Cho anh biết rằng cái đó là cũng nằm trong cái vấn đề là vô thường. Vô thường là vậy đó, bữa nay nó dày, ngày mai nó có thể khác. Mình quá mong cầu, mình áp đặt nó không có được. Chỉ có một cách là chúng ta đối diện với nó, có một thái độ sống với cuộc đời này, thì thấy tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ đi. Có anh chị để ý có phải như vậy không? Cho nên những người mình gọi là người lương thiện á, thì chúng ta dĩ nhiên phải biết chấp nhận cái sự thật. Chấp nhận sự thật, đó là một cái thái độ đầu tiên mà chúng ta phải đối diện với cái lương tâm của mình. Tức là mình phải chấp nhận sự thật về mình, và
và chấp nhận cái sự thật của người khác nữa. Và đôi khi như Chanh mới nói đó, sự thật có khi nó phũ phàng lắm các anh chị, nó phũ phàng lắm và nó gây hại cho cả bản thân mình nữa. Nhưng từ những cái chuyện đó mình mới có thể rèn được, rèn luyện được cái tính thiện lương trong lòng của mình. Bởi vì mình nhìn cái chuyện đó bất bình, chắc chắn là ai cũng vậy. Nếu mà chúng ta là lương thiện, chúng ta sẽ khó chịu lắm trước những cái chuyện đó. Nhưng mà cô bác và các anh chị biết không, đối với Chen á, tới giờ này á, Chen kể cho bác nghe một câu chuyện mà có thật của bản thân Chen luôn. Chen có một người bạn rất là thân. Thì khi mà người bạn đó cần tiền để làm ăn thì Chen đã biết cái công chuyện của bạn của Chen rồi, tức là làm ăn rất là đàng hoàng trong vòng cỡ chục năm rồi, làm mỗi năm đều làm bán hàng ở trên Amazon á. Thì các bác anh chị biết không, mỗi một cái tới cái mùa cuối năm á, tức là mùa Noel á, là bán dữ dội lắm. Ở Mỹ này các bác anh chị biết không, mùa Noel là bán ghê lắm, tại vì người ta mua quà. Mùa Noel người Mỹ có một cái thói quen là phải tặng quà cho nhau, cho nên bán hàng rất là chạy, hàng gì cũng bán được. Cho nên cô bác anh chị biết không, người bạn của Chen mới ngỏ ý rằng nói Chen là hãy giúp, tức là giúp vốn. Cái câu chuyện này có thiệt luôn nha các anh chị. Thì cái Chen nghĩ là đúng rồi, bạn lo làm ăn là tốt. Cho nên trước cái mùa dịch á, nó lạ lùng một điều, trước mùa dịch cái Chen giúp người bạn của Chen. Nhưng mà cô bác anh chị biết không, mọi chuyện nó không như mình nghĩ. Nhiều khi Chen nghĩ rằng vì cái lương thiện của mình sống lương thiện quá, nhưng mà cuối cùng mình lại gặp cái chuyện nó xấu ác, nó xảy ra. Cho nên Chen mới nói rằng đầu tiên mình phải biết chấp nhận sự thật và đối diện với nó. Mình phải chấp nhận sự thật về bản thân của mình và về cái người kia luôn. Rồi các anh chị biết, mượn xong rồi, bán được rồi, bán hết sạch hàng luôn, tiền không trả. Tiền không trả. Nhưng mà chắc là có nỗi khổ gì đó, phải không? Có nỗi khổ gì đó. Rồi thấy cái tánh của Chen thì Chen lương thiện, Chen hay giúp, cho nên thà hy sinh Chen, hy sinh Chen luôn. Đi lấy tiền đi trả người khác, không trả Chen. Cái ập tới cái mùa dịch bệnh, rốt cuộc Chen nó nói làm ơn thì mắc quán. Cái mùa dịch bệnh nó tới thì bắt đầu ai cũng làm ăn khó khăn hết á, rồi tiền cũng bị mất luôn. Có anh chị thấy không, trong cuộc đời nó là như vậy đó. Cuộc đời nó là như vậy đó. Có khi mình nghĩ rằng cái bản tính lương thiện của mình á, mình đi giúp đỡ một ai đó, mình mong rằng người ta hiểu được cái lòng của mình rồi làm chuyện cho nó tốt, cho nó đàng hoàng. Nhưng mà đâu phải vậy đâu, không có. Nó cũng đi ngược lại với mình luôn. Vậy thì phải sống sao? Đối với cô bác anh chị nè, Chen kể câu chuyện đó ra và cả bản thân Chen luôn, Chen nằm Chen suy nghĩ, tại sao kỳ vậy ta? Tại sao mình sống lương thiện, mình làm tốt như vậy, mình giúp đỡ người vậy, mình rốt cuộc mình cũng gặp chuyện xấu, tại sao kỳ vậy? Thì cũng bực chứ, con người mà. Cô bác anh chị, Chen rất là thực tế. Chen không có sống trong tiểu thuyết, Chen không có mơ màng mơ mộng gì hết á. Chen đối diện với sự thật à. Vậy là rốt cuộc phải sống sao? Thì rốt cuộc các anh chị biết không, phải chấp nhận nó. Chứ còn nếu mà mình cứ ngồi mình trách móc á, mình làm hoài thì rất nhiên mình sẽ ngồi mình khổ dữ lắm. Mỗi ngày mình nhớ tới là tim mình nó nhói rồi. Không phải là mất tiền mà nhói. Và tại vì các bác anh chị biết không, mình sống ở trên sống ở đất nước Mỹ mà. Nước Mỹ mà ai nói là không mắc nợ. Nghe chữ mắc nợ thì sợ, nhưng mà thật sự nó bình thường à bác anh chị. Tại sao? Mình mua nhà, mình mua xe, mình phải trả từ từ. Những người mà giàu có dữ lắm thì mới pay off thôi, tức là trả một lần cho xong. Nhưng mà Chen nói cái này rất thực tế cho các anh chị, cô chú bác nào ở Mỹ. Cái chuyện mà mắc nợ là chuyện bình thường. Và xài cái credit card là bình thường. Thẻ nợ nhà băng là bình thường. Chứ không phải nghe ở bên Việt Nam, nghe ở bên này mắc nợ nghe sợ. Nhưng mà cái gì rất là bình thường. Cho nên lúc nào cũng phải, mình phải có chuẩn bị. Tức là mỗi tháng mình phải biết chi phí nè, tiền nhà, tiền xe, tiền cửa nhiêu, phải không? Cái đó thực tế lắm. Thì dĩ nhiên rồi, không phải là mình mất tiền mình buồn, nhưng mà cái vấn đề của mình là những gì mình đã lo sẵn rồi, mình đã để sẵn rồi. Mình biết dịch bệnh nó tới, mình phải lo trả tiền này tiền kia, phải không? Nhưng mà ập tới cái chuyện vậy rồi, cô bác anh chị nghĩ sao? Có phải chới giới không? Có phải có lúc mình phải chới giới trong cái cuộc đời này không? Mặc dù mình đã sống tốt rồi đó, mình có làm gì đâu, mình có làm gì sai đâu. Nhưng mà cô bác và các anh chị biết không, bây giờ thì học ra một cái bài học nữa thôi. Tức là học thêm được một bài học. Mình sống lương thiện nhưng chưa chắc gì mình sẽ gặp thiện. Cái điều này cô bác anh chị phải, chúng ta phải hiểu nó và phải chấp nhận nó. Nhưng mà đừng vì cái điều không thiện đó mà sửa đổi cái tâm lương thiện của mình, thì lúc đó mình sai. Và Chen đây là một bài học của Chen. Và cô bác anh chị biết không, Chen vừa nói xong đó,
Chúng ta có thể làm lương thiện nhưng chưa chắc gì chúng ta gặp thiện. Đó là chuyện bình thường. Bởi vì sao? Đó là vô thường. Trong cuộc đời này nó là như vậy. Nhưng mà đừng vì cái chuyện đó mà thay đổi cái tâm của mình. Lúc đó là chúng ta đã bị cuốn vào cái dòng xấu ác rồi. Chúng ta đã thay đổi cái lương tâm của mình rồi. Thì không đúng. Cho nên cái gì cũng vậy. Trên kể với các anh chị những cái câu chuyện, nó có thật như vậy để các anh chị thấy rằng cuộc đời nó là như vậy đó. Mình đừng có quá mong mỏi nó cái gì cũng tốt đẹp là mình sẽ khổ dữ lắm. Mình sẽ khổ. Có những chuyện mình nghĩ nó tốt, nhưng tại sao rốt cuộc nó lại như vậy? Cho nên chị mới nói các anh chị đừng vì cái gì đó mà thay đổi lương tâm của mình. Thì cái đó lúc đó chúng ta sai. Chị sẽ kể cho các bác anh chị nghe một vài câu chuyện về cái tấm lòng lương thiện của những con người âm thầm họ làm. Dù cho họ trải qua khó khăn gì, có khi cũng không ai biết á, không ai biết tới á, nhưng họ vẫn làm. Họ vẫn làm và họ cũng không cần ai biết luôn. Cho nên chị mới nói rằng cái lương thiện nó quý báu đến cỡ nào các bác anh chị. Có khi mình không cần ai biết hết á, mình âm thầm mình làm, mình cảm thấy cái lương tâm của mình nó thanh thản và nó vui là đủ rồi. Là đủ rồi. Nhưng mà cha nói rồi, hôm trước cha có nói cái câu này: đừng nghĩ rằng những gì mình làm không ai biết. Cô bác và các anh chị nên nhớ, hãy nhớ cha nói cái câu này. Ông bà mình hay dạy những người khuất mặt khuất mày. Tại sao hồi nhỏ cha nghe ông bà mình hay nói câu đó? Tại sao có khuất mặt khuất mày ở đây? Bây giờ lớn lên cha mới hiểu. Có những cái chúng ta không nhìn thấy được, nhưng họ nhìn thấy chúng ta. Cho nên đừng nghĩ là làm cái gì xấu mà chúng ta, người ta không thấy. Cũng đừng nghĩ là làm cái gì tốt mà không có ai thấy. Đừng nghĩ như vậy nha. Cái này là hôm nay cha nói, không phải là cha tin dị đoan, cũng không phải là cha làm bên cái truyền giáo, truyền gì đạo gì hết á. Cha rất thực tế nha cô bác và các anh chị. Bởi vì cha tin nhân quả là có thật. Cha rất tin điều này. Và cha sống cho tới giờ này, các bác anh chị biết không, cha tin ở ba chuyện thôi. Tức là nhân quả là chuyện đó mình phải theo. Nhân gì là quả đó, là chắc chắn không có chạy đi đâu được hết á. Bởi vậy cho nên các bác anh chị thấy không, ở trong đạo Phật á, tại sao họ hay để cái hình cái bánh xe? Các bác anh chị thấy không? Có thấy cái hình của cái bánh xe không? Vì sao có cái bánh xe vậy? Đó là cái vòng tròn. Cái vòng tròn của nhân quả. Và cũng là vòng tròn của sanh tử luôn nữa. Bởi vì chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái vòng tròn đó hết á. Mình làm cái gì, một ngày nào đó mình sẽ đi cái vòng đó, mình sẽ gặp ngay cái chỗ đó, cũng trong cái vòng tròn đó. Cho nên đó là nhân quả. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái bánh xe đó đâu. Cho nên đừng cố gắng, cũng đừng sống ác để làm gì. Chắc chắn nó sẽ quay lại với chúng ta một ngày nào đó. Không ai có thể thoát khỏi cái vòng tròn đó đâu. Cho nên cha mới nói rằng đừng nghĩ rằng chúng ta làm cái gì không có người biết. Vì cha tin cái điều đó. Nhân quả, cô bác và các anh chị. Nhân quả và cái gì? Cha tin một điều thứ hai là vô thường. Vô thường thì anh đã chia sẻ với các anh chị rồi. Vô thường là cái gì nó cũng sẽ chuyển động. Nó không bao giờ nó nằm im một chỗ. Cuộc đời bữa nay mình vui, chút xíu mình có thể buồn. Bữa nay thấy người đó giàu, ngày mai có khi người đó tán gia bại sản. Nó vô thường lắm. Nó không bao giờ mà nó ngừng một chỗ đó. Lúc nào nó cũng đi tới, nó chuyển động. Cho nên nó là vô thường. Và cái điều thứ ba mà trên học á, là dạng sự tùy duyên. Tập cái tánh dạng sự tùy duyên để hiểu được rằng không có cái gì nó cứng ngắc hết á. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó, rồi mới tới cái vấn đề đó. Người ta gọi cái duyên. Cái này hôm trước Chen có nói rồi, trong cái bữa tâm tình hồi bữa rồi đó. Cho nên cô bác anh chị thấy không, Chen kể cho các bác anh nghe một cái câu chuyện có thật của một cái người đàn ông. Người đó là ở Australia, là ở nước Úc á. Ông ta làm một cái công chuyện, Chen biết rằng chắc cô chú bác cũng có nghe, nhưng mà Chen muốn kể câu chuyện đó ngày hôm nay. Cô bác và các anh chị biết không, cái người đàn ông này lúc mà 18 tuổi đó, ông tên là James Harrison, sống ở cái Sydney ở Úc á. Thì lúc mà ông còn nhỏ đó, cô bác và các anh chị biết ông đã gặp một cái vấn đề lúc 14 tuổi thì ông bị bệnh phổi. Cho nên ông James ông phải đi làm phẫu thuật và phải cắt một cái lá phổi. Cắt bớt một cái bên của lá phổi đó. Thì ông nằm trong bệnh viện suốt mấy tháng trời đó. Thì đã có 13 người đã đi hiến máu nhân đạo đó để cứu ông. Thì cô bác anh chị biết không, sau khi mà vì cái vấn đề đó đó, mà sau khi ông chữa được bệnh xong rồi về nhà đó, thì ông có một cái
ông nổi lên một cái suy nghĩ và ông nói rằng tôi đã được cứu sống từ những người bạn mà chúng tôi không biết mặt luôn. Đó, những người hiến máu cho cùng cái nhóm máu của ông đó. Thì khi ông khỏe lại, ông nói rằng tôi sẽ tiếp tục làm cái công việc này để cứu người. Cho nên các bác anh chị biết không, từ cái lúc đó, từ cái lúc ông 14 tuổi khi mà ông được cứu xong rồi đó, ông về nhà, ông mới nói rằng tôi sẽ tiếp tục công việc này. Và cho tới bây giờ, các bác anh chị biết không, ông 81 tuổi, ông đã 81 tuổi rồi. Và suốt 60 năm qua ông đã đi hiến máu trong suốt 60 năm luôn. Và chỉ có ngưng một tuần lễ để làm gì? Để làm cái đám tang của người vợ. Khi mà người vợ lúc mà 50 tuổi bị qua đời, thì ông ngừng khoảng thời gian đó để mà làm đám tang cho vợ thôi. Rồi ông vẫn tiếp tục đi đến bệnh viện để tiếp tục cái công việc hiến máu của mình cho tới bây giờ 81 tuổi. Cô bác và các anh chị biết không, ít có khi nào á, một cái người chúng ta có thể làm một chuyện gì đó nó kéo dài một tháng, hai tháng, một năm, hai năm là mình thấy dữ dội rồi, phải không? Giống như là bữa nay tôi làm được chuyện tốt, một năm sau tôi cũng làm được chuyện tốt vậy, thấy cũng dữ rồi à. Trời ơi, cả năm trời mình làm chuyện tốt. Nhưng mà một cái người đàn ông âm thầm như vậy, trong 60 năm vẫn âm thầm đi hiến từng giọt máu của mình để cứu biết bao nhiêu những đứa trẻ. Cô bác và các anh chị biết không, vào năm 1967 đó, thì khi mà bác sĩ nhận thấy trong cái nhóm máu của ông James đó có chứa nhiều kháng thể rất là lạ, ông đặt câu hỏi là không biết là có phải tại gì mười mấy người mà lúc trước cứu ông á, hiến máu cho ông á, nên bây giờ cái cơ thể của ông nó sản sinh ra một cái loại máu rất là lạ, nó có nhiều kháng thể lắm. Cho nên mỗi một năm á, thì ở bên nước Úc á, cô bác và anh chị biết không, có hàng ngàn trẻ sơ sinh đã phải chết vì mắc cái chứng là tan máu nghiêm trọng khi mà vừa sinh ra là bị rồi, giống như là bẩm sinh á. Và cũng có rất nhiều người mẹ khi mang thai đứa con thứ hai thì nhiều nguyên nhân đã bị sảy thai vào khoảng thứ tư, thứ năm á, mang thai thứ tháng thứ năm thì bị sảy thai mà cũng không biết lý do làm sao. Nhưng mà sau này y học đã tìm ra được là do máu, do cái chứng tan máu. Cho nên dù cho đứa trẻ đó có được sinh ra thì cũng sẽ bị tổn thương não vĩnh viễn luôn. Cho nên cô bác anh chị biết không, vì lý do này thì ông Sam này, chút xíu trên sẽ lấy hình cho các bác anh chị coi cái hình của ông Sam nha. Ông Sam này đã trở thành một cái người đó, nhờ cái sự mà hiến máu của ông đó, đã trở thành một trong những cái quốc gia mà phát hiện ra cái loại kháng thể này trong cái máu của ông Sam, thì đã giúp được cho biết bao nhiêu các em nhỏ. Các bác anh chị biết không, trong 60 năm này ông đã trở thành một cái người hiến máu có cái kỷ lục Guinness luôn. Ông đạt kỷ lục Guinness luôn. Và cái James sẽ đưa cái hình cho các anh chị coi. Ông James, một cái người á, phải nói rằng, James mới nói rằng cho tới giờ này 81 tuổi, một cái người đã âm thầm làm những cái chuyện mà có thể không ai có thể làm được. Bởi vì ông đã đeo đuổi 60 năm lận. James đưa hình cho cô bác các anh chị coi nghe. Đó, đây là hình của ông James nè. Cô bác các anh chị thấy không? Từ cái lúc này á, cô bác anh chị biết không, ông đã cứu được biết bao nhiêu trẻ em luôn. Đã cứu được 2,4 triệu đứa trẻ. Rồi sau đó có anh chị biết cái trong cái tờ báo ở trang đã đọc á, tờ báo Sydney Morning, thì ông James này bị người ta nói rằng tôi giống như là con chuột bạch vậy. Bởi vì tôi cứ đi cứu người không à, cho tôi hiến máu cho tới giờ này luôn 81 tuổi. Và có một cái cô nhân viên của cái trung tâm nhận máu mà của Hội Chữ Thập Đỏ của Úc á, thì cô nói như vậy, mỗi cái mũi máu đều rất quý giá, nhưng máu của ông James á lại hết sức đặc biệt. Một điều đặc biệt như vậy, giống như ông sanh ra là để cứu người hay sao đó. Thì cái máu của ông ấy có thể điều chế được thành thuốc cứu mạng cho những người mẹ có cái loại bệnh làm sảy thai đó, các anh chị, tấn công thai nhi đó. Thì mỗi một đợt như vậy mà ông hiến máu điều chế được, các anh chị biết không, tới giờ này ông cứu được 2,4 triệu trẻ em. Ghê không? Các anh chị thấy không? Rồi trên sẽ kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện nữa, cũng rất là, nó rất là gần gũi với cuộc sống của mình. Và chút xíu trên sẽ đưa hình cho các bác anh chị coi cái nhân vật đó luôn. Thì đây là những câu chuyện có thật để các bác anh chị thấy rằng trong cuộc đời này có những người họ cũng phô trương gì hết á, không khoe khoang gì hết á, họ làm những việc thiện á, họ chỉ biết rằng họ đi cứu người và họ thấy họ sống vô cùng thanh thản và nhẹ nhàng, thì vậy đủ rồi đó, chứ không cần phải nó phải làm việc thiện là phải la lên là tôi làm vậy đó nghe,
báo chí phải tôn sùng tôi à, phải đưa lên giống như mấy cộng sản đâu. Cộng sản thì nó khác chút xíu, cho anh kể chuyện cộng sản cho anh chị nghe luôn nếu mà có thời gian, để cho các anh chị thấy rằng chúng ta làm việc thiện cả đời chưa đủ là đúng. Cả làm cả đời cũng không đủ nữa. Ông làm 81 năm, bây giờ ông 81 tuổi rồi, làm 60 năm rồi cũng cũng thấy chưa đủ luôn. Và ông nói rằng tại vì tôi, cái tuổi tôi bây giờ bắt phải về hưu rồi, cái máu tôi bây giờ nó yếu, già yếu rồi, chứ thôi tôi cũng muốn làm nữa. Có gì thấy không, có người làm cả đời cũng thấy không đủ, nhưng lại có những người cứ mỗi ngày cứ làm chuyện ác hoài à, cũng thấy không đủ nữa. Cuộc đời này nó ghê gớm vậy các bác anh chị. Và trên kể cho các bác anh chị nghe một cái câu chuyện nữa. À, một cái câu chuyện này là cũng có thật luôn. Thì một cái người triệu phú đó, anh ta mới có 32 tuổi à, mới 32 tuổi à, mà phải biết là mình sắp chết rồi, bởi vì bị ung thư các bác anh chị. Rồi giàu lắm, bởi vì triệu phú mà. Cái anh đó tên là Ali Barnard, là một người doanh nhân rất là thành đạt, cũng ở phía tây nam thành phố Sydney. Thì anh là chủ sở hữu của một công ty điện và an ninh với khối tài sản khổng lồ luôn, và được liệt kê vào danh sách những người triệu phú giàu có. Thì cho đến một ngày thì có một cái biến cố xảy ra, bởi vì cô bác anh chị biết không, khi mà phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối đó, thì đối với anh thì mọi thứ trên đời này nó đã sụp đổ hết rồi, nó trở nên vô nghĩa rồi. Tức là bao nhiêu vật chất xung quanh anh á, giàu có, cái gì cũng có hết á, cô bác anh chị biết không, thường ngày đó ai cũng nhìn thấy anh luôn khoác trên mình những bộ áo vô cùng đắt tiền, hàng hiệu không à, triệu phú mà. Có thì phải hưởng chứ sao, chuyện đó cũng rất bình thường phải không các anh chị. Đi xe thì đi siêu xe không nha, đi du lịch ở những nơi đắt đỏ không đó, những cái quốc gia mắc tiền không, sang trọng bậc nhất luôn. Thì có một ngày nào đó, ngày hôm đó nó tình cờ, thì Ali mới cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những thay đổi. Anh cảm thấy thân thể mình yếu, yếu yếu hẳn đi. Rồi mới đi đến bệnh viện để xét nghiệm, thì kết quả là vô cùng choáng váng. Anh đã mắc một cái căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, và nó đã di căn đến toàn thân thể rồi, nó di căn đến toàn thân thể luôn đó. Và bác sĩ nói là anh chỉ sống được khoảng 7 tháng nữa thôi. Thì mới 32 tuổi à, có anh chị biết không, cái đó là một cái tin trời giáng phải không. Rất là khó mà chấp nhận được cái tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu cái chuyện tốt đẹp nó còn nằm ở trên đó, và đang là một cái công ty, những cái công ty mà đang phát tài nữa chứ. Và cô bác và các anh chị biết không, lúc đó xong rồi tự nhiên cái lạ lắm, chị mới nói rằng cái gì cũng vậy, nó đến cái lúc mà nó đủ duyên rồi á, thì cái điều đầu tiên mà tự nhiên anh này nghĩ tới khi mà anh ngồi anh nhìn căn nhà của anh, tại sao cái gì cũng lộng lẫy đó, cái gì cũng đẹp hết á, xe mình đi là xe xịn nữa, quần áo mình cũng đắt tiền không à. Cái tự nhiên anh lại nghĩ tới những người nghèo, những người nghèo. Thì anh nghĩ rằng anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nhưng những người nghèo đó vẫn tiếp tục phải sống và phải tiếp tục chiến đấu với cái vấn đề là kiếm từ cái hộp cơm để mà ăn. Tức là anh nói rằng 7 tháng nữa thì anh sẽ, trong vòng 7 tháng thì anh chết lúc nào không biết rồi đó, nhưng mà những con người nghèo vẫn tiếp tục phải bươn chải để kiếm từng miếng ăn giấc ngủ, những đứa trẻ nữa. Và rất có thể điều đó sẽ kéo dài cho đến hết phần đời còn lại của họ. Tức là anh nghĩ những đứa bé đó, các anh chị biết không, nó còn nhỏ mà nó vẫn phải bươn chải để kiếm bữa ăn, mà cuộc sống của nó vẫn tiếp tục. Còn anh thì đã biết trong vòng 7 tháng thôi thì anh đã chết lúc nào không hay rồi. Cho nên cuối cùng thì anh Ali này, anh mới quyết định anh bán. Anh bán chiếc siêu xe, bán cái đồng hồ đắt tiền, thậm chí là tạm dừng công việc lại và bán luôn cả cái công ty luôn. Bán luôn công ty luôn. Và lúc đó anh ngồi buồn lắm, bởi vì tất cả những tâm huyết mà anh đã để vào công ty đó rồi, các bạn chị biết không, từ cái lúc đó bán hết xong rồi đi làm từ thiện, bắt đầu đi ha, trong suốt quãng đời còn lại cho tới lúc mà anh đi khắp nơi đó đây luôn. Rồi cô bác anh chị biết không, nhưng mà lần này nó hoàn toàn ngược lại, là không phải sống ở những nơi sang trọng nữa, nó hoàn toàn ngược lại với những chuyến đi du lịch mà anh đã đi. Anh thay vào đó anh gặp những người nghèo, và biết bao nhiêu những cảnh nghèo, cô bác anh chị biết không, tại đó, tại cái nơi nghèo đó đó, thì cái anh Ali này mới gặp cơ hội, có một cơ hội gặp gỡ những gia đình đã, gia đình bản địa của những cái vùng châu Phi rồi đó, các bác anh chị biết không. Cho anh đưa cái hình cho bác anh chị coi, rồi cho anh sẽ kể tiếp cái câu chuyện này cho bác anh chị thấy. Cái anh này mới 32 tuổi à, thì cô bác và các anh chị biết không, khi mà anh đi tới châu Phi 2 tuần đó,
thì anh đã gặp gỡ được những gia đình và họ quá khổ đi, họ đói, họ có khi phải lấy đất mà ăn nữa, các anh chị hãy lấy đất á, họ lấy bùn á, họ lấy bùn để làm bánh ăn luôn á. Và sau khi đó anh mới 2 tuần anh ở đó xong thì anh mới trở về, anh mới quyết định thành lập một cái quỹ từ thiện, một cái quỹ từ thiện mang cái tên là viết tắt là MATW Project, thì để giúp đỡ cho tất cả những người nghèo trên toàn thế giới luôn, chứ không riêng gì cái quốc gia này. Cho nên cô bác anh chị biết không, và một cái điều là khi mà anh nói được, anh nói với truyền thông đó, hóa ra là khi đón nhận cái chết nó không phải khó khăn. Tại sao khi tôi đón nhận cái chết mà tôi lại hạnh phúc như vậy? Cô bác anh chị thấy không, có những cái kiếp con người á, khi họ đối diện với cái chết họ sợ lắm, họ sợ chết dữ lắm. Chen cũng biết cái điều này rất thực tế, ai mà không sợ chết hả? Ai mà ai cũng muốn sống hết á, có ai mà muốn chết đâu. Nhưng mà cô anh chị biết không, có những người như vậy nè, họ chết mà họ sợ. Họ sợ vì để lại gia tài không biết làm sao đây, tiền tài của cải họ chưa có hưởng hết. Nhà lầu xe hơi thì cũng còn cả đống trước mặt đó, trời đất ơi uổng quá, tôi không muốn chết, tôi muốn sống nữa, tôi muốn hưởng, trời ơi nhà cửa, nhà cao cửa rộng đây sướng gần chết, tự nhiên cái tôi chết à, cái khổ. Nhưng mà đối với cái anh Ali này, anh nói là anh phát biểu như vậy, tại sao có những cái chết, tại sao tôi đón nhận cái chết tôi không thấy khó khăn gì cả mà tôi còn thấy nó hạnh phúc nữa, tại sao kỳ vậy ta? Thì anh Ali này anh nói nè, tâm hồn của tôi tự nhiên nó bình thản nhẹ nhàng như nước vậy đó, anh không sợ chết nữa, anh không còn sợ chết nữa, và anh cũng không thấy mình quá bất hạnh khi mà mình mới có 32 tuổi thôi mà bị mắc một cái chứng bệnh nan y này. Rồi anh mới nghĩ rằng anh thấy bây giờ cái gì là trân quý nhất trên đời này. Rồi có một người từng hỏi anh, cái bệnh ung thư đó đã giúp anh nhận ra điều gì vậy? Thì Ali mới trả lời, tôi đã nhận ra một điều, tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả đơn giản như hít thở không khí trong lành thôi, là cái điều đó đã quá hạnh phúc rồi. Các bạn chị thấy không? Đời người á, có một lần Đức Phật hỏi những cái người môn đệ đó, đời người ngắn hay dài? Thì ai cũng trả lời, có người nói ngắn, có người nói dài, có người thì nói quá ngắn, mới sanh ra có khi mất rồi. Có người thì nói dạ, sống được vài chục năm thì mất. Có người thì thọ trên 100 tuổi. Xong rồi, rốt cuộc của anh chị biết không, có một người đứng lên nói, đời người chỉ có trong một hơi thở thôi. Thì Đức Phật nói, ông đã giác ngộ rồi đó. Thiệt sự là đời người chỉ trong một hơi thở thôi à, bác anh chị, chứ dài ngắn cái gì. Hít ra, thở ra chứ, sao nó lộn. Thở ra mà không hít vô là xong rồi đó. Giống như hít vô mà không thở ra là xong rồi, còn cái gì nữa. Cho nên đời người chỉ có trong một hơi thở mà thôi, chứ dài ngắn cái gì. Đời người nó vô thường lắm, thấy nay chết mai. Cho nên rốt cuộc rồi cũng vì cái căn bệnh này mình nhìn là nó bất hạnh, phải không các anh chị? Nhưng mà một cái người đã nhận ra được rằng một cái chuyện đơn giản như hít thở không khí thôi, hít thở không khí trong lành thôi, mà ông cũng thấy rằng mọi thứ trên đời này, kể cả đơn giản như hít thở không khí trong lành thôi, mà có người còn không nhận được nữa kìa. Cho nên ảnh buông bỏ hết, ảnh thấy vô cùng nhẹ nhàng. Và cô bác và các anh chị biết không, có lẽ chính vì như vậy đó, và nó một điều, một cái phép màu đó xảy ra, thì qua cái thời gian 7 tháng luôn, anh vẫn còn sống. Đó, một cái phép màu đó xảy đến, nó lạ lùng vậy cô bác anh chị. Mặc dù bác sĩ nói ôi tôi đầu hàng rồi, anh chỉ sống được khoảng 6-7 tháng nữa thôi, nhưng mà cũng vì khi mà anh, cái tâm của anh thay đổi đó, các anh chị biết không, anh đi làm từ thiện, anh nhận ra được những giá trị chân thật trong cuộc đời này, nó làm cho cái tinh thần của anh nó khác đi, anh sống nhẹ nhàng thanh thản đi, cái tự nhiên, và anh sống yêu thương nữa, và anh làm nhiều việc thiện nữa, tự nhiên nó thay đổi luôn. Thì anh sống được thêm 3 năm nữa, các anh chị, sống được thêm 3 năm nữa rồi sau đó mới lìa cái cõi đời này đi. Cho nên cô bác các anh chị thấy không, anh đã nhắn nhủ lại một điều, trong suốt quãng đời của bạn, hãy tìm cho mình một mục đích sống, một kế hoạch, một dự án cũng được, một thứ mà giúp định hướng cho cuộc sống này cho nó có ý nghĩa. Thậm chí bạn có thể đóng góp công sức vào cái quá trình, một cái công chuyện của ai đó cũng được. Hãy cứ làm đi, miễn là nó có ích thì làm. Rồi khi ta giúp đỡ một người nào đó, chúng ta hãy lan tỏa một thông điệp tốt đẹp gì đó, hoặc là tham gia một hoạt động thiện nguyện gì đó, cũng là một cái tài sản vô cùng quý giá và tốt đẹp.
đừng mãi theo đuổi những vật chất bên ngoài. Đó là cái lời nhắn nhủ để lại trước khi mà cái anh Ali này ảnh qua đời đó, cô bác anh chị thấy không? Cho nên chị mới nói rằng đừng có nghĩ mình làm cái gì tốt không ai thấy, có người nhìn thấy và phép màu nó luôn hiện hữu. Cũng giống như cô bác anh chị biết không, mình là những người mà mình có đạo, tức là các anh chị có thể theo Phật giáo hoặc là theo Công giáo gì đó, nói chung là mình có đạo giáo đi, thì mình nó khác với tin dị đoan. Chúng ta tin tưởng vào, giống như là mình đạo Công giáo thì mình tin vào Chúa, Đức Chúa Trời, phải không? Còn mình bên Phật giáo thì mình tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát gì đó. Ai cũng có một cái tín ngưỡng cho mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin dị đoan thì nó khác. Nhưng mà chúng ta tin có một cái đấng nào đó lúc nào cũng nhìn chúng ta để mà sống á, thì cái đó là đúng. Và Jen lúc nào cũng nghĩ như vậy. Mình làm cái gì là có người nhìn mình chứ không phải là không. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta làm chuyện thiện không ai thấy, làm chuyện ác không ai biết. Nên sống như vậy thì sẽ sợ. Một người mà biết tin nhân quả đó, các bạn chị biết không, sẽ rất là sợ chuyện ác. Còn người đã không tin vào nhân quả rồi đó, thì cái gì cũng làm càng, làm quấy mà không có biết sợ. Thì cô bác và các anh chị biết không, Trên chia sẻ ngắn thôi, đáng lẽ như cái vấn đề này thì Trên sẽ nói ở trong cái bữa 357, nhưng mà cũng vì cái vấn đề chữ thiện này nè, Trên chia sẻ chút tí về cái bọn cộng sản cho các bác anh chị nghe luôn. Có những người cộng sản nó lạ lắm của anh chị. Nó cứ nghĩ rằng nó làm việc thiện không à. Nhưng mà cô bác và các anh chị biết không, thiện cái gì? Nó nghĩ rằng nó mở miệng ra, nó nói là làm việc thiện. Cô bác và các anh chị biết không, trong những cái bọn mà chấp bu á, những bọn có tiền á, cho nói là những bọn có tiền đi, cái mỗi lần mà nhắc tới á, cứ nói rằng tôi, gia đình của tôi làm nghề lương thiện dữ lắm, tôi có làm gì ác đâu. Hồi xưa tôi cũng đi chạy xe ôm, bây giờ tôi mới giàu có như vậy. Rồi tôi phải bán chổi đốt nữa. Cô bác anh chị có nghe câu này chưa? Của ai nhớ không? Trời ơi, cô bác anh chị biết không? Có ba cái nhân viên chức cao cấp. Bây giờ Trên so sánh cho bác anh chị coi cái thế nào là thiện nha. Trên vừa kể hai câu chuyện điển hình của hai người sống lương thiện đó. Thì bây giờ Trên kể luôn cũng mấy nhân vật này của bên cộng sản, để cho bác anh chị thấy coi cái thiện của họ nè. Cái thiện của họ nó lạ dữ lắm. Thì có cái tên là Trần Văn Truyền. Các bác anh chị có nghe tên này chưa? Là nguyên tổng thanh tra chính phủ à. Rồi Nguyễn Sĩ Kỷ cũng là phó ban nội chính tỉnh ủy của tỉnh Đắk Lắk, phải không? Rồi Phạm Sĩ Quý là giám đốc sở tài nguyên môi trường Yên Bái nữa. Các bác anh chị biết không? Những người này đó chọn nghề vô cùng lương thiện. Vô cùng lương thiện. Và là những người thành công, vô cùng giàu có. Tài sản thì thôi, biệt thự, đất đai, ta nói thênh thang luôn. Chỉ tiếc một điều là hầu hết những người dân bình thường không biết phấn đấu giống như họ để được giàu giống họ. Thì nhìn lại ba cái tên mà ca tụng cái nghề lương thiện của họ đó, thì Trên kể ra cho các bác anh chị nghe coi. Lương thiện của họ là vậy nè nha. Lương thiện của loại cộng sản là vậy nè. Thì cách đây cũng không có lâu lắm, thì có một cái câu hỏi của báo chí về cái khối tài sản lớn của cái ông mà tổng thanh tra chính phủ. Ông phân bua vậy nè: khi tôi về hưu, tôi cũng làm giường, tôi cũng lao động thúi luôn cả móng tay chứ bộ, tôi cực nhọc lắm chứ bộ, cô tưởng đâu tự nhiên tôi có tài sản vậy hả? Cô bác và các anh chị biết không, thật là tiếc thay, tài sản này được thanh tra chính phủ, một loại băng đảng như là Trần Văn Truyền, đã kiểm tra và kết luận tài sản này là do công sức làm ăn lương thiện mà có, rất hợp pháp. Bằng chứng là cho tới giờ thời điểm này thì ông này vẫn bình chân như vậy. Tức là sao vậy? Bởi vì các bác anh chị biết không, ông nói rằng á, trời ơi, tôi làm nông cực khổ dữ lắm, tôi mới kiếm được cái tài sản này chứ bộ. Cô bác anh chị biết không, nhà thì mấy ngôi biệt thự 2 tầng, diện tích thì cỡ 200 m², nhà bếp, nhà khách, tôi nói hồ bơi 153 m², hồ nước, tôi nói 3 thửa đất, tổng diện tích là cỡ 1 mẫu luôn. Giàu như vậy đó, vậy chứ mở miệng nói gì biết không, tôi lương thiện dữ lắm, tôi chạy xe ôm hồi trẻ đó. Tôi nhờ tôi chạy xe ôm nên tôi mới giàu vậy đó. Tôi tích góp từ từ chứ bộ. Các bác thấy cái lương thiện của mấy người cộng sản khác lạ không? Nó mở miệng ra nó nói nó lương thiện. Trời, tôi lương thiện dữ lắm. Vậy bây giờ cho anh nhắn cho các anh chị nào bên Việt Nam mà chạy xe ôm á, thì chắc chắn sẽ kiếm được cái căn nhà nào đó, sẽ kiếm được vài mẫu giống như mấy ông này á. Nếu mà nói như mấy ông cha này, các bác chị biết không, nói cái lương thiện á, cho thấy sợ. Cái lương thiện của cái loại cộng sản thấy sợ.
cái lương thiện của người ta, người ta không cần phô trương, không cần làm gì hết á, người ta buông bỏ và cái tâm của người ta tốt lắm. Còn cái lương thiện của những con người này Trang kể ra mà Trang thấy sợ lắm, các bạn chị thấy không? Cho nên á, làm việc ác á, cứ nghĩ là làm chuyện làm này là thiện á, nhưng mà đang làm chuyện ác mà không biết, đang tạo nghiệp ác mà không biết. Các bác các anh chị biết không? Mình còn nói vậy nữa chứ. Thời thanh niên của tôi á hả? Tôi đi mua chổi đót, lá chít. Lá chít là lá gì vậy các anh chị? Từ Đắk Lắk đi về Hà Nội. Trời ơi, có những lúc hả, tôi lạc ở trong rừng, tôi ngủ trong rừng luôn, tôi cực khổ dữ lắm. Từ xưa giờ tôi còn làm men nấu rượu nữa, tôi làm bánh kẹo nữa, tôi làm cả giá nữa. Đâu phải tự nhiên tôi kiếm được tiền như vậy đâu. Nhưng tại vì mọi người không biết á, tôi cực khổ dữ lắm, tôi chạy xe ôm mà lúc trẻ đó, vì già tôi mới kiếm được căn nhà lầu vậy, dữ dội vậy đó. Cô bác và các anh chị biết không? Có những cái rất là lạ lạ. Người ta cứ nghĩ rằng người ta làm thiện, tại vì cái tâm của người ta không biết cái gì là thiện cả. Cho nên cô bác anh chị thấy không? Thiện lương và cái điều ác cũng cần phải học mới biết á, chứ không phải tự nhiên biết đâu. Bởi vì họ cứ nghĩ là họ lương thiện không à, họ đâu nói họ ác đâu, nhưng mà họ đang ác thấy sợ, nhưng mà họ cứ nghĩ họ lương thiện. Cho nên mình phải biết là lương thiện là sao à nha. Đừng có lầm lẫn à, cái kiểu lương thiện kiểu này là sợ lắm nha cô bác anh chị. Trên sợ cái kiểu lương thiện này dữ lắm. Lương thiện cái kiểu là sao? Dối lừa, không có thật. Lương thiện cái kiểu gọi là sao ta? Nghiệp ác mà không biết á. Cho như thiện, nghĩ là mình thiện nhưng mà thật sự nó quá ác đi. Rồi cô bác anh chị biết không? Có những người cũng nghĩ thiện nè. Trên được người chú kể lại, có rất là nhiều những cô chú bác ở thế hệ thứ nhất á, khi mà đi vượt biên qua bên Mỹ đó, thì những người đó đã được đào tạo trong cái ngành y đó, thì bắt đầu mới trở thành những bác sĩ y khoa, nha sĩ, y tá, dược sĩ gì đó, đủ thứ hết để làm chi? Để phục vụ trong cái cộng đồng. Mà khi bao nhiêu triệu người đã di cư đi mà đi vượt biên đi qua Mỹ đó, thì những người này đã được giao cái trọng trách là ráng trau dồi học bên cái ngành y để mà giúp đỡ cộng đồng, biết không? Nhưng mà các bác anh chị biết không? Nhìn thì có thể lương thiện lắm, nhưng mà cô bác anh chị biết không? Họ đã bắt đầu, họ sanh ra cái tánh khi mà có được nhiều tiền rồi đó, bắt đầu có được sự tín nhiệm rồi đó, cái tự động đi câu kết với nhau để mà ăn cái tiền bảo hiểm của bảo hiểm y tế của chính phủ. Rồi cô bác anh chị biết sao đó, biết sao không? Bị bắt toàn bộ hết, tán gia bại sản hết à. Mà chú cho anh kể như vậy, cho nên cô bác anh chị thấy không? Có những người họ đã được giao cái trọng trách làm chuyện lương thiện. Cái trọng trách của mình, cái sứ mệnh của mình là phải làm chuyện thiện, đi cứu người, giúp người. Nhưng mà sao? Họ vẫn nghĩ là họ đang làm chuyện thiện, tức là họ làm y bác sĩ, làm dược sĩ, họ thiện lắm. Nhưng mà vì cái bên trong của họ, họ vì cái đồng tiền thôi đó, các anh chị, mà họ có thể bán lương tâm của họ luôn. Và họ vẫn nghĩ rằng họ mang cái mác bác sĩ, y tá là họ tốt. Thật sự nó không có tốt, các anh chị. Cho nên cái tốt là từ đâu? Cái tốt là từ cái tâm của chúng ta. Chứ cái tâm của chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì, nó mới quan trọng. Còn cái gì nó nằm hình thức bề ngoài, nó không quan trọng nữa. Giống như cái anh Ali này nói đó, tôi đã nhận ra một điều rằng, đừng có cố sống mà tích góp để cho cái vật chất bề ngoài, mà phải tích góp để nuôi dưỡng cái tâm của mình, nó mới là cái con đường đúng. Phải không quá các anh chị? Cái tâm của mình nó rất quan trọng. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi là bác sĩ, là tôi là lương thiện là tốt. Tốt hay không thì cái tâm của người đó sẽ biết rõ nhất. Cho nên cô bác và các anh chị biết không, cái nghề nào cũng vậy, nghề nào cũng cần cái tâm. Bởi vì Trang mới nói rằng làm bất cứ nghề gì cũng cần có tâm. Có nhiều người á, làm cái nghề giá xe ôm, giá xe, xin lỗi các anh chị, giá xe đó, tức là ai bể bánh xe thì vô tôi giá cho, là cái nghề tốt đúng không? Giúp người chứ còn gì nữa. Nhưng sao? Kêu bà vợ đi rải đinh, kêu bà vợ đi rải đinh để chi có nhiều người lợi giá xe, để bể bánh xe tôi vô tôi giá cho. Thì các anh chị nghĩ nó làm sao? Nhìn thì có thể cái nghề đó lương thiện đó, nhưng mà cái tâm của mình có làm đúng không? Mình đi kêu người vợ thì đi rải đinh, thằng chồng thì ngồi giá xe, đối với Chen nó là không thiện rồi. Nó không phải là thiện nữa, nó không phải từ cái tâm tốt nữa, mà đã có mục đích. Mục đích là gì? Tiền. Cho nên các bác chị thấy nó ghê lắm, nó nguy hiểm dữ lắm. Một khi mà chúng ta sống sai lệch đó, chúng ta không xác định đúng đó, thì giữa cái thiện cái ác nó gần nhau dữ lắm, cái ranh giới nó gần lắm. Có khi chúng ta nghĩ nó là thiện nhưng nó đâu có thiện đâu. Và Chen kể một câu chuyện có thật luôn cho các bác anh chị nghe luôn, và chính bản thân Chen luôn đã nằm trong câu chuyện này. Chen đi lúc trước á, Chen đi làm công ở một cái tiệm bánh. Chen đi làm công sáng 4 giờ
4 rưỡi là Chen phải tới cái tiệm đó, bởi vì phải hấp xôi. Cô bác anh chị biết không, Chen đi sáng sớm là Chen dậy đi làm rồi. Thì cái bà chủ đó có nhiều hôm bà hấp xôi rất nhiều. Cái Chen hỏi bà là: ủa sao cô nấu nhiều quá vậy? Mỗi ngày cái tiệm bán đâu có hấp với số lượng này. Thì bà nói rằng bữa nay bà đi cho từ thiện, bà hấp bắp xôi để đi phát cho người nghèo. Thì các bác anh chị biết không, Chen nhìn thấy một cái điều, nhìn là thiện, thiện đó, nhìn là thiện đó các bác anh chị. Tại vì sao? Cũng có cái tâm muốn đi phát xôi để cho người đói, đúng không? Người nghèo đói, người mà vô gia cư rồi đó thì tốt, đâu có gì xấu đâu. Nhưng lúc đó Chen đứng trên làm, Chen đang gói bánh á, thì Chen thấy mấy anh chị làm cái phận sự nấu xôi á, Chen nhìn thấy, Chen thấy sợ. Cô bác và các anh chị biết sao không? Họ nói là xôi gất, đúng không? Và xôi lá dứa. Đây là một câu chuyện có thật luôn, để cho cô bác nhà thấy là cái ranh giới giữa thiện và ác nó gần dữ lắm. Chúng ta chỉ cần sai lệch một chút xíu thôi là cái tâm của mình đã chuyển qua một người ác rồi. Thì lúc đầu mình nghĩ là mình nấu xôi đi phát người nghèo là tốt, là lương thiện chứ đâu có gì xấu. Nhưng mà các anh chị biết không, đổ bao nhiêu ống màu á, cái ống màu, ống quá chất cái màu á, cái ống quá chất á, là xôi gất thì ra mùi gất, xôi lá dứa thì ra mùi lá dứa thơm phức à. Và đổ bao nhiêu ống đó nó trộn lên, không có một chút lá dứa nào thật cả, cũng không có một chút cái gất nào thật cả. Thì các anh chị nghĩ người ta ăn vô người ta chết không? Ăn nhiều chết à, ăn nhiều chết à. Cho nên nó còn là thiện nữa không? Không. Chen lắc đầu, Chen nghĩ trong cái thâm tâm của mình, Chen nói nếu mà làm việc thiện kiểu này rõ ràng đã tạo nghiệp ác quá rồi. Tại vì nếu gọi là thiện thì phải cho trọn vẹn. Mình nếu mình làm một công chuyện gì đó, mình phải có cái tâm. Bởi vì Chen mới nói là cái nghề nào cũng cần có cái tâm là vậy á. Nếu mà thật sự mình là một người tốt á, mình đã tốn tiền nếp, phải không? Tốn tiền nước cốt dừa gì đó, nó bao nhiêu đó rồi, mình tốn thêm một chút xíu nữa những cái trái gất, tốn một chút xíu nữa cho lá dứa thì cũng có mất mát gì đâu. Đã mình đã làm việc thiện mà, tại sao mình phải nấu xôi trộn quá chất vô cho có mùi gất, cho có mùi lá dứa để cho người nghèo ăn? Người ta ăn vô người ta bệnh. Có anh chị hiểu chị nói không? Cho nên á, cái ranh giới giữa thiện và ác nó gần lắm. Chúng ta nhiều khi á, chúng ta không có xác định đúng á, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đang làm việc thiện không à, còn tự hào nữa, còn tự vỗ ngực xưng tên là tôi làm việc thiện, tôi đi giúp người nghèo, tôi đi phát gạo cho người đói, tôi đi nấu xôi cho cái người hóm lẹt trên đường. Nhưng mà có không? Không có, không có đủ, cái tâm chưa đủ để gọi là thiện. Đối với Chen cái đó không phải là thiện nữa, mà cái đó đã vô tình làm hại người ta mà không biết. Cho nên quá anh chị thấy á, trong cái cuộc đời này á, Chen biết mình nói thì nghe nó dễ, đụng thực tế làm thì mới biết nó làm sao. Nhưng mà dù thế nào, Chen mong vậy nè, các bác anh chị đừng bao giờ thay đổi cái tâm của mình. Đã quyết định là một người tốt thì phải đi thẳng, dù cho nó có khó khăn cỡ nào. Nếu như mà không có đủ tiền á, như cái bà chủ này nè, bà không đủ tiền mua trái gất, bà không đủ tiền mua lá dứa thì thôi, bà đừng có cho. Bà cũng dễ sợ vẫn có phước, sẽ vẫn còn cái phước ở đó. Nhưng đã nếu đã đợi đi giúp người nghèo cho họ ăn rồi mà ăn quá chất vô đó thì mất hết cái phước rồi, phước đức nó mất hết rồi, cho nên không còn là thiện nữa. Và Chen rất sợ cái điều này. Chen sống á, các bác anh chị biết không, mỗi một ngày á, Chen phải tự hỏi mình là Chen làm cái gì sai. Mà cái thời gian đúng nhất á, các bác anh chị để ý đi, khi mà chúng ta tối á, chúng ta lên giường nằm á, ít nhiều gì cũng sẽ có gác tay lên trán, đúng không? Cái này là rất thực tế. Chen nói những gì mà nó xảy ra trong cuộc sống này nó gần gũi với các bác anh chị và các em, với các Chen luôn. Một ngày kết thúc rồi đó, chỉ có lúc chúng ta nằm trên cái giường á, chuẩn bị đi ngủ á, mà gác tay lên trán, chúng ta mới biết chúng ta đã làm cái gì trong cái ngày này. Và chúng ta cần phải soi xét lại trong ngày này chúng ta làm cái gì để chúng ta sửa nó. Bữa nay mình làm cái gì bậy, hãy sám hối nó và sửa nó liền để ngày mai không làm nữa thì mới được. Thì mới thật sự là chúng ta tu rồi. Cái tu là sửa thôi à, các bác anh chị. Nhưng mà mỗi một khi mà chúng ta nằm xuống giường mà chúng ta gác tay lên trán á, mà chúng ta không nhận ra cái lỗi của mình á, đó là một cái diễn cảnh u mê, nó vẫn tiếp tục với chúng ta. Bởi vì mình làm quấy mà mình không biết nhận ra là cái đó vô cùng nguy hiểm của bác anh chị. Và nếu chúng ta làm quấy, chúng ta nhận ra điều đó vô cùng đáng quý. Hôm trước có một cái em đó vào khóc mà cho Chen, nhắn với Chen vậy nè: chị ơi, em ở mới ra cái trại cai nghiện về, và nhiều bạn bè cứ xúi em, kêu em hút chích nữa, bây giờ em phải làm sao chị? Tự nhiên có một cái bé đó, Chen không biết nhiêu tuổi, nhắn với Chen vậy đó. Chen mới nói rằng dĩ nhiên là bạn phải
trả lời dứt khoát là bạn không có dính vào nữa rồi. Bởi vì bạn hút chích như vậy là tội lỗi rồi. Dễ quá mà. Tức là sao? Chen nói với bạn đó là trong cuộc đời ai cũng mắc sai lầm hết á. Không có một người nào mà có thể nói mà mình trong sạch, mình không mắc sai lầm hết á. Phải không các bác anh chị? Nhưng mà mình mắc sai lầm xong mình phải biết sửa nó để quay lại làm một con người mới. Và Chen nhắn người bạn đó này nè, bạn phải suy nghĩ như vậy. Cái công cha nghĩa mẹ sanh ra mình, nuôi mình lớn lên, mình còn chưa đền đáp được nữa, ít nhất thì mình cũng phải sống là đúng một cái người con, để mà mình có gì, mình trả ơn công cha mẹ mình chưa xong nữa, rồi mình đi làm một người xấu nữa, thì cha mẹ của mình đau lòng tới cỡ nào không? Cha mẹ nào mà muốn nhìn con cái mình hút chích không, nghiện ngập không? Không, không người cha người mẹ nào như vậy đó. Cho nên mình phải suy nghĩ lại là mình đã sai rồi, và mình đã thoát khỏi cái cảnh đó rồi, mình cai nghiện xong rồi, mình phải trở thành một con người mới để có ích cho cái bản thân mình trước, rồi cho cha mẹ mình, rồi mới cho cái xã hội. Rồi các bạn đó nhắn lại cho Chen là em cảm ơn chị Chen nhiều lắm. Cô bác anh chị thấy không, trong cuộc đời này già trẻ lớn bé gì Chen không biết, ai cũng sẽ có mắc lỗi hết đó, không có ai mà trong sạch hết đó, không có ai mà hoàn hảo hết đó. Nhưng mà chúng ta phải ráng giữ cái tâm của mình cho nó thiện, để làm chi vậy? Làm việc thiện là chắc chắn sẽ có phước đức à cô bác anh chị. Nhân quả mà, gieo cái quả tốt, gieo cái nhân tốt thì gặp quả tốt, gieo nhân ác thì gặp quả ác, chứ làm sao bây giờ? Chứ có chuyện đâu mà gieo cái nhân ác mà muốn gặp cái quả tốt thì làm gì có. Trong cuộc đời này không bao giờ có chuyện đó đâu cô bác anh chị, không bao giờ. Cho nên chị mới nói rằng cái thiện cái ác nó ghê gớm lắm á. Mình làm cả đời làm thiện chưa đủ nha cô bác anh chị, chưa đủ. Nhưng một ngày làm ác thôi thì nó đã dư thừa lắm. Cho nên cô bác và các anh chị biết không, thời gian nó qua lẹ lắm. Cho anh biết á, cho anh nói chưa có hết, cũng chưa có đủ luôn. Và có thể là mình sẽ nói tiếp mình sẽ nói tiếp trong cái ngày tới. Tại vì cái chủ đề này cho anh rất là muốn chia sẻ với cô bác anh chị trong cái thời mà cái cuộc sống này. Cô bác anh chị thấy không, cái thời buổi này nó quá nhiễu nhương đi, quá nhiễu nhương. Và chúng ta quan trọng nhất á, cho anh nói rồi, mình không thay đổi được thế giới, nhưng mà mình thay đổi được cái tâm của mình. Cái tâm mình thay đổi thì thế giới này nó mới tốt được. Từ mỗi con người phải thay đổi cái xấu ác của mình. Mình không thể nào mà làm một cái người nó quá quá hoàn thiện, tức là không có cái gì mà nó hoàn thiện quá đó, nhưng hãy cố gắng được bao nhiêu hay bao nhiêu, làm được những việc thiện giúp ích cho mình, cho cái tâm của mình sống cho thanh thản nhẹ nhàng, rồi giúp cho đời, giúp cho xã hội là quý lắm rồi các bác anh chị. Nhiều có nhiều cái câu chuyện rất là hay mà bữa nay không có đủ thời gian công nhận thời gian nó qua nhanh thiệt bây giờ mà đã gần 1 tiếng rưỡi rồi, các anh chị thấy không? Và trước khi mà Chen hát cho các anh chị nghe 1-2 bài á, rồi mình ngày mai gặp nhau á, thì Chen muốn nhắn các anh chị một điều như vậy nè. Lương thiện nó không phải là mềm yếu nha các anh chị, nó khác nha. Đừng có thấy là mình hiền, mình lương thiện là mình mềm yếu, là cái đó khác rồi hả? Nó không phải đâu, đừng có nhầm lẫn với nó. Và khi mà mình có cái tấm lòng mình bao dung, mình khoan dung á, nhưng mà nó khác với nhu nhược nha cô bác anh chị. Bởi vậy cha mới nói rằng bữa nay cha nói chưa có xong cái vấn đề này, cha nói bữa nay chưa có hả dạ, và cha phải tiếp tục nói trong cái bữa tới nữa. Cho nên cô bác và các anh chị biết không, đừng có nhầm lẫn lương thiện hiền chứ không phải là mềm yếu. Khoan dung, độ lượng, bao dung, nhưng mà không phải nhu nhược. Chúng ta phải biết chỗ nào cần phải lương thiện, chỗ nào cần phải sáng suốt xử lý vấn đề gì đó. Không thể nào mà bây giờ cha nói nè, tôi lương thiện dữ lắm, tôi đứng trước kẻ thù tôi cũng không làm gì hết trơn á. Cái này là bậy rồi nha, cái này là nhu nhược, là mềm yếu rồi. Cô bác anh chị biết không, giống như bây giờ Chen cùng cô bác anh chị lên tiếng cho quê hương Việt Nam đi, mình không muốn chế độ cộng sản nó tồn tại trong quê hương Việt Nam. Rồi bây giờ vì cái bản tánh lương thiện của mình im lặng, thôi ai làm gì làm đi, tôi tu rồi, tôi không muốn nói gì hết á, tôi không muốn tạo nghiệp, tôi thích sống làm một người tốt, để tôi chết tôi lên thiên đàng, hoặc là tôi về bên cõi cực lạc niết bàn gì đó, tôi không dính vô đâu, thôi ai làm gì làm đi. Có chị thấy không, cái đó phải lương thiện không? Không, lương thiện là sao? Lương thiện là phải biết cái gì tốt xấu, và phải biết cùng nhau lên tiếng để đẩy lùi cái ác nữa, cái đó cũng là một lương thiện nữa. Cho nên cô bác và các anh chị biết, đừng có nghĩ những cái chuyện đó nó đơn giản. Chị mới nói bữa nay chị nói chưa có xong. Và cái người tốt có khi cũng tánh tình cũng rất nóng giận, có khi nổi giận, nó chuyện bình thường à.
Bởi vì không phải là chúng ta nói tốt thì chúng ta không có biết nóng đâu. Chúng ta là con người mà, phải không? Có cái nhiều người nói rằng trời ơi cái người đó hiền quá ha, đụng chuyện gì cũng không có nóng hết á, tốt quá đi, xấu ác gì cũng tỉnh queo à, không có cảm xúc gì hết á. Chen thì Chen không có nghĩ như vậy. Một người tốt có khi á, cái tánh rất là tốt, nhưng có khi cũng phải biết nóng giận. Thì cái đó là cái bình thường. Nếu chúng ta không có biết cảm xúc gì hết là cái đó là coi lại à, coi chừng biết có bệnh gì không ạ. Có anh chị để ý vậy có phải không? Thì Chen thì bây giờ thì hết thời gian Chen sẽ hát cho các bác anh chị nghe một hai bài nha. Rồi bắt đầu ngày mai mình gặp nhau. Cô bác anh chị còn cái đó không? Bữa nay Chen không thấy trái tim bye bye gì hết. Để Chen mở cái iPad lên coi, coi nó có bye bye không. Chắc cô bác và các anh chị bây giờ thì có rồi, có bye bye cái chữ like với trái tim rồi. Chen cảm ơn các anh chị nghe. Tại Chen ngồi Chen nói không, Chen nghe im ru á, Chen sợ lắm. Chen nói trời không biết cô bác anh chị đâu hết trơn trọi rồi. Mà bữa nay thì các anh chị Chen biết rằng off Facebook nhiều lắm. Off Facebook nhiều. Nhưng mà Chen nói rồi đó, Chen tôn trọng tất cả mọi người, Chen vẫn yêu thương và phải hiểu nhau, không sao. Nếu mà lý do là yêu thương Tổng thống Donald Trump thì tốt mà. Tình yêu thương mà, có gì xấu đâu. Nhưng mà cái suy nghĩ của Chen thì nãy Chen chia sẻ vào đầu chương trình rồi đó. Cho cô bác anh chị đó, chúng ta phải sử dụng cái truyền thông, có được cái gì thì chúng ta sử dụng cái đó để lên tiếng, để mà đấu tranh. Tại vì phải kiên cường, không có cái lý do gì để im lặng hết á. Chỉ có khi nào mà Chen bị im lặng thôi, tức là Chen bị ai bịt miệng Chen mà cố tình bịt miệng á, mà Chen không có cưỡng lại được á, thì Chen mới im thôi. Chen là vậy đó, chứ không bây giờ mà Chen im đâu. Cho nên Chen rất là thương cô chú bác và các anh chị và các em, thương luôn những cái người hôm nay đóng luôn Facebook trong 24 tiếng gì đó. Chen hiểu, cũng thương Tổng thống Trump quá đi, cho nên mới ghét cái trang Facebook này cho nó mất tiền chơi. Nhưng mà Chen nói rồi đó, nó không phải mất một ngày một bữa mà khi mình up Facebook mà nó mất đâu, phải không? Và phải đợi, phải chờ Tổng thống Trump giải quyết xong mấy cái chuyện này đã. Trong mấy ngày này rất là quan trọng, chúng ta cần phải mở Facebook lên để mà theo dõi tin tức nha cô bác và các anh chị. Chứ còn mà mình đóng lại, mình vì cái gì đó mà mình mất đi, mình một ngày mình không coi tin tức á, là mệt lắm á. Với lại một ngày mà im lặng không cất tiếng nói để ủng hộ Trump á, cũng mệt lắm đó. Cho nên Chen thì cái đó là suy nghĩ của bản thân Chen thôi. Nhưng mà Chen tôn trọng tất cả cô bác và các anh chị và các em nha. Bởi vì Chen thương tất cả mọi người, những cái người đồng đội của mình trong cái căn nhà của mình. Thì bây giờ Chen sẽ hát cho cô bác anh chị nghe. Hồi nãy Chen hát cái bài Tình Bơ Vơ của bác Lâm Phương. Bây giờ Chen sẽ hát cho các anh chị một cái bài của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chen sẽ hát hai bài. Chen hát cái bài Mùa Đông Của Anh trước, và sau đó Chen sẽ hát một cái bài Mùi Lắm chút xíu cho nói cái tựa sau. Các anh chị nghe một bài nhạc cho thoải mái nha. Rồi ngày mai mình gặp nhau. Anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở. Từ sau ân tình đó em nghe không, mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá. Xưa hôn em một lần, rồi đau thương chan lấp. Anh yêu em một ngày, và xa em trọn kiếp. Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông. Ôi mùa đông của anh.
là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta? Đây là bài hát sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, cô bác và các anh chị, hay ha. Bài hát rất là hay và bên trên thì đang mùa lạnh nữa, cho nên trên hát cái bài này tặng cho cô bác và các anh chị. Và bây giờ hát một cái bài nữa, có cái tựa là Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Trên chưa hát bài này lần nào hết á. Cái bài này rất là mùi, sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Trên mời cô bác và các anh chị nghe bài hát này nghe.
cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhẫn cười, em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu bao, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đà, nụ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, thương quá là thương khi nắng ngả về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, nhưng vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng. Cái bài này buồn quá cô bác và anh chị. Chẳng cao xa, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu bao, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đà, nụ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, thương quá là thương khi nắng ngả về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, nhưng vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng. Nhìn đôi áo
tôi thương về dĩ vãng, nhưng vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng. Không biết sao bữa nay Danh hát cái bài này nó buồn quá ha cô bác và các anh chị, nghe não nuột quá ha, thấy tội nghiệp quá. Giống như là nhạc sĩ Hoài Linh viết lên một câu chuyện của một cái cặp đôi nào đó, thiệt tình nó buồn não nuột, muốn chia tạm biệt của bác anh chị mà nó buồn quá. Ngày mai thì mình gặp nhau rồi. Thì Jen có một cái bài hát, thì không biết là cô bác và các anh chị có muốn nghe Jen hát cái bài, tại vì Jen nhận được rất là nhiều lời yêu cầu của các em rất là trẻ viết email cho Jen á. Chị Jen ơi, chị có thể hát cái bài Cánh Hồng Phai được không? Thì cô bác và các anh chị biết á, thì Jen thường Jen hay hát những cái bài nhạc vàng, nhạc xưa. Rồi Jen nhận được rất là nhiều email mà nhiều lúc Jen suy nghĩ như vậy nè, tại sao Jen đã có một cái chương trình hát cho quê hương tôi, thì trong quê hương tôi thì chắc chắn phải có đồng bào của tôi, thì nếu mà đồng bào của tôi muốn nghe cái bản nhạc nào đó mà trong khả năng của mình hát được thì Jen nghĩ tại sao mà Jen không hát. Cho nên á, bữa nay á, Jen sẽ hát cho các anh chị nghe cái bài hát này theo cái lời yêu cầu của tên ấy, đồng bào của mình, đồng bào máu đỏ da vàng của mình, bởi vì Jen rất yêu thương đồng bào mình và quê hương mình, cho nên không có lý do gì mà Jen không hát. Và đây cũng là một cái bài hát mà Jen thấy cũng rất hay, nói về cái tâm trạng của một người phụ nữ, một cái coi như một cái bông hoa vậy đó, khi nó còn tươi thì nó làm sao, khi nó phai tàn rồi nó giống như cuộc đời của một người phụ nữ vậy đó. Ba anh chị thấy Jen nghe thì Jen thấy cũng có ý nghĩa lắm, cho nên bữa nay thì mình trước khi tạm biệt cái bài đó đã buồn quá, bây giờ Jen hát cái bài này cho cô bác và các anh chị nghe nha. Và sẵn luôn, nếu mà các em ở trong nước á, nghe được Jen hát bài này rồi thì coi như Jen trả nợ rồi nha. Trả nợ xong cái này rồi nghe, tại vì Jen bữa trước Jen đã nhận được email cả tuần rồi đó, các anh chị biết bữa nay thì mới trả nợ. Thì mới đây mà cái buổi live stream tâm tình của Jen nó đã tới số 6, số 7 rồi đó, có gì thấy lẹ ghê không? Nhanh thì dễ sợ không? Thời gian nhanh dữ lắm ha. Bữa nay là ngày 15 tháng 1 rồi, đã giữa tháng giêng rồi đó. Thời gian nhanh dữ lắm, và ngày mai là cuối tuần rồi. Bắt đầu chúng ta đã bắt đầu một tuần mới nữa. Bây giờ Jen sẽ hát cái bài Cánh Hồng Phai cho các bác anh chị nghe nè. Theo hòn theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người yêu em đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau, nhưng phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trong, mong tình sẽ đến một lần bên anh để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình, nàng khóc cho mình.
chút hồn nhiên. Ánh mắt của nàng chất chứa muôn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, nay nước mắt em ngóng trong. Mong tình sẽ đến một lần bên anh để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Nàng khóc cho mình. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông. Mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Nàng khóc cho mình. Một bài hát cũng rất là buồn phải không các anh chị, nhưng mà em thấy nó cũng thể hiện, nó nói lên được cái cuộc đời của một người phụ nữ như là một cánh hoa vậy đó. Lúc đầu thì tươi sắc thắm lắm, sau đó thì nó phai đi, phai nhạt đi, rồi cuộc đời nó cũng khác. Bây giờ em mới nói rằng đời vô thường mà, cô bác và các anh chị, đời vô thường dữ lắm. Bữa nay nó vậy, ngày mai nó khác. Cô bác và các anh chị biết không, trước khi mà em tạm biệt á, Chanh muốn nói cái này với cô bác và các anh chị. Bởi vậy nó giống như cái bông hoa phải không? Chanh vừa hát xong cuộc đời. Thì bởi vậy Chanh mới nói rằng đẹp, cái đẹp á, cô bác và các anh chị, nó không phải là cái vẻ bề ngoài, nó không phải là thu hút được nhiều người, mà cái quan trọng là ở bên trong của mình, cái tâm của mình nó đẹp. Thì và mình giữ được ai đó ở lại với mình thì chắc chắn đó là một cái điều hạnh phúc phải không cô bác anh chị. Và xấu cũng vậy, xấu cũng không phải là bề ngoài nhìn xấu xí là xấu, mà chỉ có cái cách sống của mình, những gì mình hành động mình làm, nó mới thể hiện được mình xấu hay tốt thôi. Chứ đối với Chen thì cái bề ngoài cô bác anh chị thấy không, đẹp xấu gì nó cũng vào vô thường hết á, đâu có ai đẹp hoài. Chúng ta cũng vậy, mỗi ngày chúng ta lão quá rồi, đâu có ai trẻ hoài đâu. Cho nên cái gì cũng vậy, đừng có chấp nó, chấp ngã nhiều quá, cầu toàn nhiều quá thì sẽ khổ lắm. Cho nên với Chen thì xấu, xấu đẹp nó không phải là bề ngoài, mà nó phải là ở bên trong của mình. Và cô bác và các anh chị biết á, thiện cũng vậy. Làm việc thiện không phải là mình cho bao nhiêu, không phải là mình đi bố thí bao nhiêu, không phải là mình làm được rất nhiều chuyện bao nhiêu. Nhưng mà cô bác và các anh chị, cái quan trọng là gì? Lúc mà chúng ta làm á, cái tâm của chúng ta thật sự là thiện. Giống như cái chuyện mà cho xôi hồi nãy Chen kể, cô bác anh chị thấy đó. Có thể cho rất nhiều xôi, phải không? Cho cả mấy thúng xôi, nhưng mà sao? Bỏ quá chất ở trong, để cho người ta ăn ta bệnh. Cho nên á, việc thiện không phải là cho bao nhiêu, không phải là làm được bao nhiêu, bố thí bao nhiêu, mà phải cái tâm phải hoan hỷ và phải thật sự tốt khi cho cái đó thì nó mới là thiện. Phải không cô bác và các anh chị? Thì ngày mai mình gặp nhau rồi thì tâm sự tiếp, bắt đầu nhiều chuyện tùm lum tứ la nữa. Bây giờ phải tạm biệt các anh chị rồi.
Cho anh chúc cô chú bác và các anh chị các em lúc nào cũng khỏe mạnh và bình an nha. Với lại nhớ cho anh nói á, thương nhau thiệt là nhiều. Mình sống cần có tình thương yêu. Tình thương yêu nó giúp hàn gắn rất là nhiều cái vết thương, phải không bác anh chị? Chỉ có tình thương yêu thôi, ngoài ra không có vật chất gì mà có thể hàn gắn được những cái nỗi đau trong cuộc đời này đâu. Chỉ có tình thương yêu thật sự nó mới giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn thôi. Rồi ngày mai mình gặp nhau thì trên chúc cô bác và các anh chị nào ở bên hải ngoại ngủ ngon nha. Các anh chị trong nước Việt Nam hãy giữ gìn sức khỏe, kiên cường, giữ vững lòng tin, đấu tranh tới cùng. Cho anh thì lúc nào cũng vậy. Rồi ngày mai thì sẽ có những tin tức nào đó mà cho anh biết được thì cho anh chia sẻ với các bác anh chị liền. Bây giờ cho tới lúc đi ngủ cũng vậy, có tin tức gì cho anh cũng đăng lên à, tánh cho anh vậy. Và cô bác và các anh chị cũng vậy nha, tin tức gì cần kiểm duyệt, cần coi lại thì cũng nhắn cho anh luôn, chúng ta cùng nhau coi. Cái thời đại nhiễu nhương này phải cùng nhau làm như vậy mới được, chứ không phải là đăng cái tin gì đó rồi chỉ trích nhau cái này nọ thì không có đúng. Cho anh mong là cái gia đình của mình lúc nào cũng đoàn kết, rồi yêu thương nhau, giữ vững lòng tin, kiên cường, lên tiếng đấu tranh cho cái gì, đấu tranh cho cái sự thật, cho cái công chính, cái chính nghĩa. Cứ làm như vậy tự động sẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp và hạnh phúc liền à. Cho anh tạm biệt của anh chị nha. Trên tiếng ly một hồi nó khuya nữa. Cho anh xin chào tất cả cô bác và các anh chị và các em.